Hello Cam. Đợi đợi thầy xíu nha. Đợi thầy một chút xíu nha. Thầy chia sẻ với đã. Đợi thầy tí tí ơi, tí ơi, tí ơi. Không muốn đi đâu mà vội mà vàng. Các bạn nào mới thi xong thì các em có thể làm hâm nước đi. À, các em làm hâm nước cho nó đẹp. Đẹp trai. Thầy chia sẻ về tường của thầy. Các bạn nào ở trong group học sinh 2K3 của thầy, các bạn chia sẻ vào group học sinh 2K3 thầy nhé. Ok, chào anh Huy nhá, chào Hà Phương nhá. Chào Nhi Kem nhá, Nhi Kem không không để tên là Nhi Kem nữa à. Ừ, các bạn thấy là tại vì kinh nghiệm của thầy là phải vậy các bạn sẽ mất khá nhiều thời gian nộp bài, tại vì là cái lúc cuối cùng nhiều người nó truy cập link quá các bạn ạ. Kinh nghiệm mà, đấy, kinh nghiệm đầy mình ấy. Nhiều người truy cập link quá nên chắc chắn là sẽ bị đánh spam, cho nên là mọi người đôi khi là mọi người cần cần mọi người nộp nộp lại một lần nữa, khi nào nó hiện ra thành công thì thôi. Lần đầu thật mà, đề số 1 mà, đề 1 thì nó là lần đầu mà, thầy nói có sai đâu. Các bạn thấy đề của thầy như thế nào? Ra trông thì nó rất là ngắn gọn đấy, nó không kiểu bị khủng bố, nhưng mà nói thật rằng là thầy với cái kinh nghiệm đã từng chữa hết tất cả các đề thi của bộ và chữa gần như là cũng hết các đề thi của các sở những năm trước, các tỉnh thành ấy, thì thầy đúc kết lại một kinh nghiệm rằng là nó phải kiểu huyền bí chứ không phải là kiểu to mà đã là thích, đúng không? Đấy, quan trọng là kỹ năng chứ không phải là quan trọng là kích thước. Đề nó có dài, bài nó có hình vẽ, nó có to ấy thì cũng không ăn thua. Quan trọng nhất là kỹ năng xử lý vấn đề, tư duy thông minh. Cái đấy là dành cho những câu cuối. Thế còn bao giờ cũng phải đảm bảo được khoảng tầm 38 câu đầu tiên ấy, là 38 câu mà kiến thức nó là kiến thức nền tảng cực kỳ chắc. Mà chúng ta chỉ cần cẩn thận thôi là chúng ta làm được. Ok, chào Trần Đức Lương nha. Thế còn cái mức từ 39 cho đến 45 thì mức đấy thì không phải là mức quá khó, nhưng là chắc chắn là vẫn phải đặt đặt bút thì mới viết được, đúng không? À, xin lỗi các bạn, đặt bút thì mới làm được. Đấy, chứ còn không thể nào mà có thể khoanh được luôn đáp án. Đề này thì tất nhiên thầy vẫn sẽ biên soạn dựa trên cái cơ sở của các đề thi những năm vừa rồi. Nhưng chắc chắn là nó không thể nào mà nó quá nhanh như kiểu đề minh họa vừa rồi được. Đấy. Đấy, nhưng mà nó sẽ không quá khó. Chắc chắn là không quá khó. Không không ai đi đánh đố một đề thi thử cả. Ví dụ các bạn ở trong nhóm đề luyện ấy, đề tự luyện của thầy trong nhóm này, hay là đề thi thử của thầy trong nhóm từ đầu năm ấy, bây giờ chúng mình là đến đề thứ 22 đúng không? Thì bao giờ cái độ khó thầy đấy, thầy vẫn quan niệm đó là chúng ta rèn kiến thức, chúng ta luyện kiến thức. Thế cho nên là có thể là cấu trúc nó sẽ chưa được chuẩn chỉ, nhưng mà độ khó của nó là vẫn sẽ phải vươn lên. Nhưng với cái đề thi thử như này thì thầy muốn là các bạn đánh giá năng lực. Cho nên quan điểm khách khách quan nhé, quan điểm của thầy, quan điểm chủ quan của thầy, và cũng là đánh giá cái khách quan đấy, là đề nó cũng không phải là khó đâu. Đấy, những ai mà các em chưa làm được ấy thì nói chung là mình lại phải tiếp tục cố gắng tiếp, đúng không? Các bạn có file đề hết rồi chưa nhỉ? Trong này có những bạn nào đã thi rồi comment hộ thầy em để thầy nhìn thấy mặt các bạn đã thi nào. Còn những bạn nào chưa thi thì các bạn comment là em chưa thi để thầy xem, để ngày mai
Thầy add các bạn vào thi tiếp à? Đấy. Nhá. Chắc là các bạn vừa thi vừa rồi là các bạn ấy đang phải nghỉ ngơi một tí. Ừ. Nhưng mà các bạn thấy đề của thầy nó phải trau chuốt từng câu từ. Khi tí nữa các bạn nào bạn biết, tại vì kinh nghiệm chữa đề của bộ nhiều quá mà các bạn. Từng câu từng từ phải rất trau chuốt, chứ không là sẽ bị phản biện một cách thế nào nhỉ? Cách thô lỗ luôn. Đấy. Ngay cả kể bà lãi lãi suất cũng thế, lãi suất nếu mà cái câu từ mà nó không được gọi là chuẩn như Lê Duẩn ấy thì chắc chắn là các bạn sẽ có những cái phản biện đề. Đấy là sẽ có những cái tranh cãi đáp án. Cho nên là cũng phải mất thời gian chứ không phải không. Ừ. Trương Huy đây này, thằng Trương Huy này hôm nọ vừa 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 trêu mình cho nên là xin lỗi thầy hôm nay không trả lời câu hỏi của em nhá. Thầy hôm nào chả bỡ ngỡ, đúng thế mà. Lúc nào chúng ta cũng phải trong tâm thế là một con người gì nhỉ? Ngây thơ, đúng không? Cứ thằng nào mà nhận là ui giời ơi, đây là lần mấy nghìn của anh rồi ấy thì anh thì thầy nói thật là thằng ấy linh tinh, nhưng mà phải cẩn thận mấy thằng là lúc nào và anh có biết gì đâu. Ừ, từ bé lớn anh đã yêu ai đâu. Ừ, từ già đến lúc giờ thì anh cũng chỉ yêu thêm một người nữa thôi. Đấy, các bạn phải cẩn thận, nhất là mấy thằng lần đầu ấy. Ok nhỉ? Rồi, các bạn nào đã thi rồi, các bạn có thể xem lại, lấy lại file đề trong group nhá. Sau đó thì chúng mình cùng chữa bài thôi. Các bạn nhớ là comment đáp án cho thầy nhá. Tại vì là khi mà các em comment đáp án ấy thì các em hình dung là nó sẽ, nếu mà thầy có bị khoanh sai ấy thì các em sẽ nhắc thầy là thầy ơi khoanh lại đi. Ừ, cho buổi học nó được chuẩn chỉ, đúng không? Ủi, thầy với các bạn ở trong nhóm kín thì luyện được 22 đề rồi. Hôm nay thì thầy mới làm công khai chứ. Tại vì là các bạn cứ bảo là thầy trốn đâu rồi nên là tháng cuối cùng này thì lại phải lòi lòi mặt ra. Mặc dù chia sẻ thật với các bạn rằng là năm nay là thầy mất nửa năm phải điều trị bệnh. Đấy, có giữa năm có hôm năm đầu tiên đầu năm ấy, ngay ngay từ đầu năm là chữa pyloric ấy xong là phải đi viện. Đấy, bị cấp cứu đi viện nên là phải mất đến phải 4 5 tháng để gọi là tỉnh táo trở lại. Ừ, chứ còn sức khỏe đầu óc thầy nó bị kiểu ngáo ấy. Đơ đơ các bạn. Có bao nhiêu người hỏi 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 thầy lọ hỏi hỏi thầy trai mà thầy có biết gì đâu. Đấy, đến bây giờ là mới tỉnh được một tí này, bây giờ thì bắt đầu mới tỉnh được một tí. Thì thôi còn chút sức mọn thì cống hiến nốt cho các bạn 203. Ừ, để về sau các bạn cống hiến lại. Bạn nào mà theo dõi Instagram của thầy ấy, chí lên đây 264 thầy vừa up một cái story ấy. Các bạn có thể vào xem Instagram nó hiển thị ngay ở màn hình cái này. Đấy là những bạn học sinh khóa trước của thầy ấy mà bây giờ đã bắt đầu đi làm. Những bạn học ở ngành y ấy là bắt đầu đi làm rồi ấy, là đấy hôm nay là bệnh viện Bạch Mai này, là ngày mai là chuẩn bị tiếp tiếp sức cho Bắc Giang đấy, mà các bạn thấy up story thì là mình cũng thấy tự hào luôn, mình là không ngờ mình lại đào tạo ra những con người mà đấy bây giờ là lúc mà tổ quốc nó cần đấy, cho nên là dù là thực ra đầu óc nó vẫn chưa được tỉnh táo nhất như ngày trước nhưng mà cũng cố gắng là một tháng cuối này dùng nốt chút sức lực còn lại để làm sao mà giúp các em vào đại học rồi về sau các em lại quay trở lại giúp đất nước. Thế là mừng, đúng không? Đấy, về sau hãnh diện đấy con học sinh tao ở trên TV kìa. Đấy nó đang cứu người kìa. Đấy các bạn oài lắm các bạn. Oài lắm. Thôi nhở, mình bốc phét với nhau nhiều quá nhở. Đỗ đại học thấy năm thê bảy thiếp rồi lấy vợ làm gì? Thằng này vớ vẩn. Nói thế là mất quan điểm quá nhá, nói thế là hơn bị mất quan điểm đấy. À thế là sau này là tôi ế vợ thật đấy. Ừ. Ok chưa? Nào, thôi chúng ta bắt đầu nha. Nếu các bạn đã bắt đầu sẵn sàng, nếu các bạn đã bắt đầu tinh thần để chuẩn bị ta chữa đề số 1 thì các em comment cho thầy một chữ là chữ sẵn sàng. Thế còn những bạn nào mà các em đã muốn bắt đầu rồi thì chúng ta lại comment chữ bắt đầu nhá. Để mình bắt đầu vào công việc ạ. Thầy không thay áo à? Đã nói rồi, thầy chỉ có một cái áo thôi. Hôm nào mà nó giặt ấy, hôm nào giặt sạch ấy thì cái viền này sẽ là viền trắng bởi vì nó bị bung hết bẩn ra rồi. Còn ví dụ như hôm nay là do một tuần chưa giặt thì nó sẽ bị ố vào, ố ố vàng ra. Thì nó chỉ có một cái áo thôi mà. Rồi nào, thôi chúng mình bắt đầu nhá các em nhá. Ok, buổi chữa đề ngày hôm nay bắt đầu đúng 9 giờ luôn này, đúng 9 giờ cho các bạn. Đây,
Là một con người đúng giờ đúng không? Câu hỏi số 1 đi các em ơi. Câu hỏi số 1 nào. Nghiệm của phương trình 2 mũ x cộng 1 bằng 16 là gì? Nghiệm của phương trình này là gì? Thì các bạn thấy rằng nói chung là 25 câu đầu tiên thì các em phải làm nó nhanh 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 tí đúng không? 16 là 2 mũ 4, như vậy x cộng 1 bằng 4, x cộng 1 bằng 4 thì tức là x bằng 3. Vậy câu 1 đáp án là D đúng không em? Rồi, 1D nhá. Ok. Tiếp tục câu hỏi số 2 nào. Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ có đường cao h và bán kính r, diện tích xung quanh là 2πRh của trụ đúng không? Trụ thì là 2πRh. Như vậy câu 2 đáp án là C, được chưa? Hai đáp án là C nhá. Tiếp tục nào, câu hỏi số 3. À, điểm ấy thì thầy bây giờ bắt đầu mới chấm. Thì trưa mai thì sẽ công bố điểm trong group nhá. Câu hỏi số 3 này. Giá trị của A38 chỉnh hợp chập 3 của 8, chỗ này ta bấm máy tính đi nhỉ? 8P3 đúng không? Nó là 336, như vậy câu 3 đáp án là A. Rồi. Tiếp tục, câu hỏi số 4 nào. Trong không gian hữu x y z cho vector A 2jk rồi. Như vậy là vector nó sẽ có tọa độ là jk, y ở đây không có thì là 0, j là 2 và k là 3. Như vậy đáp án là 0, 2, 3. Vậy câu 4 của mình đáp án là D, đúng chưa? 4D. Rồi, 4D nha. Tiếp tục nào, câu hỏi số 5 này. Modun số phức z bằng bao nhiêu? Modun của số phức z thì bằng bao nhiêu? Modun của 4 trừ 3y, modun 4 trừ 3y thì nó là căn của 4 trừ 3y, là căn của 4 bình cộng với trừ 3 bình đúng không? Thế như vậy nó là căn của 25 và nó bằng 5. Dạ, như vậy câu 5 đáp án là A. 5A đúng không các em? Rồi, cảm ơn các em nhá. Tiếp tục câu hỏi số 6 nào. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Mệnh đề nào sai nhá. Nguyên hàm của f phẩy thì là fx, đúng rồi này. Nguyên hàm của cos thì là sin, đúng rồi này. Nguyên hàm của x mũ alpha là x mũ alpha, đấy, phải rất cẩn thận điều kiện các thứ nhá. Đó, rồi. Và nói chung đáp án ở câu 6 là đáp án D. Nguyên hàm của a mũ x đúng nó phải là gì các bạn? A mũ x trên gì các bạn? Len A đúng không? Đây nó là đạo hàm mất rồi. Đấy, như vậy đáp án sai là đáp án D. Ok, tiếp tục nào. Câu hỏi số 7 nhá. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 2, tìm tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số. Các bạn phải lưu ý là điểm cực đại của đồ thị hàm số nha. Thế khi mình vẽ bảng biến thiên này các em có y phẩy bằng 3x bình phương trừ đi 6x cho y phẩy bằng 0 này. Như vậy các em ra được hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng gì các bạn? X bằng 2. Thế thì khi mình vẽ bảng biến thiên ấy thì nó sẽ có bảng biến thiên như này. 0 này, 2 này. Trong trái ngoài cùng, trong âm, trong trái ngoài cùng. Đó, như vậy đi lên, đi xuống và đi lên, đúng chưa? Thế bây giờ đây nó chính là điểm cực đại nhô lên đây. Nhưng nhớ là khi người ta nói về điểm cực đại của đồ thị hàm số, tức là người ta muốn các em tìm cả x cả y, đúng không? Như vậy x ở đây bằng 0, 0 mà thay vào đây, 0 mà thay vào đây thì y bằng 2. Như vậy điểm chính xác nó phải là 0, 2. Vậy câu 7 đáp án là A. Và các em phải hết sức lưu ý là nếu đề bài người ta xóa chữ đồ thị đi mà người ta hỏi các em là điểm cực đại của hàm số thôi, đúng không? Thì chỉ có x thôi đúng không? Điểm cực đại của hàm số thì chỉ có x thôi, đó là x bằng 0. Thì các em phải rất phân biệt giữa hai cái khái niệm điểm cực đại của đồ thị hàm số, đúng không? Và điểm cực đại của đồ thị hàm số. Và cực kỳ cẩn thận. Rồi, đấy là câu 7. Thế nghĩ là không ai sai đúng không? Rồi. Câu hỏi số 8 nào. Tập xác định của hàm số loga. Điều kiện của hàm loga đó là phần ruột của loga là phải lớn hơn 0. Hay có những bạn gọi là phần lõi đấy đúng không? Là cái phần này phải lớn hơn 0. Như vậy là x lớn hơn 4. Và vì thế đáp án đúng của câu 8 này cũng chính là đáp án A thôi. 8A đúng không các em? Thầy đang thấy có một vài bạn là đang rất tỏ ra rất vui mừng khi đúng câu 7 đấy. Thầy cũng chia vui với các em nhé. Mặc dù câu 7 là câu gọi là chống điểm liệt, nhưng mà thầy đang nhận thấy là nhiều bạn comment ở câu 7 là các bạn cảm thấy như kiểu là vừa mới gọi là trúng tuyển đại học không bằng. Thế thôi, thế cũng là một cái cảm xúc nó cũng hay. Câu hỏi số 9 này. Tính thể tích khối trụ có bán kính đáy và chiều cao. Lúc nãy còn có bạn nhắn tin riêng của thầy hỏi: thầy ơi câu này làm thế nào, sai đề hay thiếu đề thầy? Thế là thầy block bạn ấy luôn. Thầy bảo là cái kiểu mà gian dối này thì không được. Các bạn lưu ý là bán kính đáy và chiều cao cùng bằng 2 đúng không? Tức là bán kính cũng bằng 2 và chiều cao cũng bằng 2. Nhiều bạn lại bảo thầy không cho bán kính à. Thế như vậy là thể tích sẽ bằng 1 phần 3 pi r bình nhân h, và bằng 1 phần 3 pi nhân 2 bình thì là 4, h thì là 2. Như vậy nó bằng 8. Khối trụ thì không có 1 phần 3 đúng không? Xin lỗi các bạn nha. Đấy, già nó thế đấy. Như vậy nó bằng 8 pi đúng không ạ? Rồi, đáp án B, 9B đúng không các em?
Thầy thử các bạn một tí thôi để xem là các bạn có tập trung vào học không thôi. Chứ thầy làm cái câu này thì phải hàng tỷ năm thôi các bạn. Trước công nguyên đã làm rồi. Câu hỏi số 10 này. Cho hình tròn bài đa ABCD có đáy là hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng là 2 và 4 đúng không? Dài rộng là 2, 4. Chiều cao là 6, như vậy thể tích khối chóp, thôi cái này khỏi phải vẽ hình nha. Diện tích đáy là diện tích của hình chữ nhật, nó bằng dài nhân rộng, nó là 4 x 2 thì bằng 8, đúng không? Và như vậy là thể tích hình chóp là 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy nó là 8 nhân chiều cao là 6, như vậy 8, 6, 4, 8, 4, 8 chia 3 để được 16. Vậy câu 10 đáp án cũng là B đúng không? Có những câu mà chúng ta cũng chả cần phải gì các bạn, chả cần phải vẽ hình. Ok, đấy là câu 10. Các bạn đừng có bảo thầy lươn nhá. Thầy ban các bạn đấy. Câu hỏi số 11 nào. Tính đạo hàm của hàm số y bằng loga cơ số 3 của 1 trừ 2x. Nhớ là loga cơ số a của u mà đạo hàm thì bằng cái gì các em? Loga cơ số a của u đạo hàm thì bằng 1 trên u. Xin lỗi các bạn, u phẩy trên u đúng không? Cứ nhớ log thì luôn luôn là u phẩy trên u và nhân thêm cái len a dưới mẫu thôi. Đấy. Như vậy ở đây u phẩy, đây là u này, u phẩy sẽ là trừ 2 u phẩy trên u rồi và nhân với len 3. Ok, đúng không ạ? Và như vậy câu 11 này của mình đáp án là gì các bạn? Là a rồi, còn gì nữa đúng không? U phẩy trên u nhân len a. Ok. Tiếp tục nào, câu hỏi số 12. Câu hỏi số 12 đây các em. Cho hàm số y bằng f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? Hàm đồng biến khi mà nó chạy dương thôi đúng không? Đồng biến khi nó dương thôi. Thế như vậy là các em thấy rằng đây là khoảng đồng biến này. Và như vậy đáp án đúng là đáp án B đúng không ạ? Nó chắc chắn nó sẽ đồng biến trên khoảng từ 1 đến 2. Vậy câu 12 đáp án cũng là B. Ở cái kiểu đề như này là nó rất hay cho trong đề đại học nha. Nó không hẳn là nó chỉ hỏi từ 0 đến 2 đâu mà người ta có thể hỏi từ 1 đến 2 được. Đấy. Ok, 12B. Tiếp tục nào các em. Câu hỏi số 13 nào. Trong không gian nối x, y, z cho điểm M, xác định M phẩy là hình chiếu của M đến OZ. Thì thầy vẫn dạy các bạn cái nguyên tắc chiếu đúng không? Đó là chiếu cái gì thì giữ nguyên cái đấy. Ví dụ là chiếu vào OZ thì các em giữ nguyên Z. Giữ nguyên Z tức là giữ nguyên 6. Còn những gì không được chiếu thì về 0. X, Y không được chiếu thì về 0. Như vậy nó là 0, 0, 6. Đáp án là C. Chiếu lên đâu ta giữ nguyên đó. Những gì không được chiếu ta đưa về 0. Vậy câu 13 đáp án là C. Đó. Tiếp tục câu hỏi số 14 nào. Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 7. Đáy hình vuông cạnh 7. SA vuông góc vào đáy. SB 14. Rồi. Tính góc giữa SD và đáy. Đến thời điểm này thì góc giữa SD và đáy là góc này rồi, đúng không? Đấy, góc góc này rồi. Thế thì các bạn thấy rằng là thực ra hai góc này là bằng nhau này, do tam giác SAD và tam giác SAB là bằng nhau, đúng không? Vì chung cạnh SA, chung góc vuông, hai cạnh bằng 7. Suy ra góc cần tính cũng bằng góc này. Đấy, như vậy ta tính góc này cũng được, đúng không? Như vậy dùng cốt đi nhỉ? Cốt của góc B này, cốt thì bằng kề trên huyền, kề là 7 trên huyền là 14. Như vậy cốt của góc B 1 phần 2 và cốt góc B 1 phần 2 thì nó là góc 60 độ. Đúng không? Và như vậy câu 14 nó là B. Các em nhớ là do hai tam giác bằng nhau trên góc B này bằng góc D này nhá. Rồi, 14 đáp án là B đúng không các em? Rồi. Ui, có thằng comment đáp án 14B xong cái thằng Nguyễn Bảo Trọng nó bảo sai kìa. Chết rồi, nó bảo là thầy sai à? Tiếp tục câu hỏi số 15 này. Câu hỏi số 15. Cho số phức Z tùy ý, mệnh đề nào xuôi là sai? Thì đây là một câu hỏi về lý thuyết. Ở những cái câu hỏi về lý thuyết như này, nếu các em không thuộc lý thuyết ấy thì các em cứ chọn và em thay đúng không? Ví dụ các em không thuộc lý thuyết, các em cứ chọn Z bằng 3 cộng 4y đi, đúng không? Xong các em thay Z bằng 3 cộng 4y vào đây, các em bấm máy tính để xem là đáp án nào là đáp án đúng. Thì các em thấy là mệnh đề sai chắc là mệnh đề A. Rất đơn giản thôi, bởi vì là Z bình ấy thì hoàn toàn có thể có y đúng không? Bình phương lên thì vẫn có thể có y, nhưng modun thì không bao giờ có y cả. Modun đấy nó là số thực rồi, nó không có y, cho nên hai thằng này không thể bằng nhau được, đúng không? Vậy đáp án A chắc chắn là đáp án sai. 15 đáp án là A nhá. Các em nhớ là bình lên này, Z bình thì vẫn còn y, còn modun thì là không còn y đâu. Đấy. Rồi, tiếp tục câu hỏi số 16 nào. Giá trị lớn nhất của hàm số trên là. Ừ thì mình câu này thì chắc chắn là các em thầy bồ hết rồi. Thôi nhá. Câu 16 này thì do các bạn cũng thầy bồ cả lũ rồi, cho nên là mình sẽ chọn luôn đáp án thôi đúng không? Đáp án là gì các bạn? Giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Là 7, đúng không?
hàm nghịch biến mà, nên giá trị vẽ nhân đây. Các bạn tự tabulate nhá. Những câu vào dễ quá thì các em tự làm, đỡ tốn thời gian các em ạ. Đúng không? Mình là những người gọi là hiện đại. Cho nên là mình sẽ giải quyết những câu nào nó mà cần giải quyết thôi. Tiếp tục nào, câu hỏi số 17 đi các em. Fx cộng 1 bằng 0, hỏi có bao nhiêu nghiệm? Chuyển vế đổi dấu, các em có Fx thì bằng âm 1. Fx bằng âm 1 tức là đồ thị Fx cắt đường thẳng y bằng âm 1. Đường thẳng y bằng âm 1 đây này. Đấy, đường thẳng y bằng âm 1 này. Đấy. Rồi, thế như vậy là nó cắt tại 3 điểm đúng không? Như vậy là mình sẽ có 3 nghiệm. 17 đáp án là A đúng không các em? Rồi, 17 đó là A. Đó. Tiếp vào câu 18 nhá. À này các bạn này. Thầy định cái này ấy. Hôm nay thì có bạn học sinh của thầy, lúc nãy thầy đầu giờ thầy kể ấy, là có bạn học sinh của thầy hiện đang làm ở viện ấy. Bạn ấy chuẩn bị mấy ngày tới là lên Bắc Giang, viện Bạch Mai ấy. Thì lên Bắc Giang để hỗ trợ mọi người công việc xét nghiệm và chữa bệnh. Đấy thì tức là đến học sinh của thầy ấy mà có làm được cái điều đấy. Thì đâm ra là hôm nay thầy đọc tin thì thầy đọc tin nhắn thì thầy thấy là mình không làm được gì, thấy cũng buồn cười. Và việc ủng hộ thì cũng ủng hộ được. Thế còn nếu mà để cho ý nghĩa về việc học nha, thì có lẽ là mấy hôm nữa ấy, thì chúng mình sẽ chữa đề thi của Bắc Giang nha. Đấy, các bạn có đồng ý không? Này, mấy hôm nữa thì sở Bắc Giang vừa thi xong ấy, trong cái tình hình dịch vừa rồi mà cũng thi online đấy. Thì mấy hôm nữa thì mình sẽ chắc 1 2 hôm nữa nha. Mai thầy líp trong nhóm rồi thì khoảng 2 hôm nữa thì mình sẽ chữa đề của Bắc Giang. Các bạn mà đồng ý thì các bạn sẽ comment với thầy là ok nha. Các bạn đồng ý các bạn comment với thầy là ok. Tại vì các bạn ở trên Bắc Giang bây giờ thì đúng là cái điều kiện học tập nó rất là thiếu thốn đấy, và nó rất là kiểu khó khăn đấy. Nên là thôi cả nước mình hướng về các bạn nha. Thế 2 hôm nữa ta sẽ chữa đề Bắc Giang nha. Rồi, ta tiếp tục câu 18 này. Cho tích phân từ 1 đến 5 thì bằng 6, cho tích phân từ 3 đến 5 thì bằng âm 4. Hỏi tích phân từ 1 đến 3, thế như vậy là tích phân từ 1 đến 5 là cái tích phân dài nhất. Các em chèn thêm cận 3 vào đây, các em tách này. Nó thành tích phân từ 1 đến 3, đúng không? Cộng nối tiếp với tích phân từ 3 đến 5. Thế mà thằng này thì bằng 6. Đấy. Thằng từ 3 đến 5 này thì bằng âm 4. Thế như vậy người ta hỏi thằng này. Thế như vậy chuyển vế thôi, 6 cộng âm 4 thì bằng bao nhiêu? 6 cộng âm 4 thì bằng 10. Rồi nhá. Vậy tách ra đáp án là C đúng không ạ? 18C, đây là cũng là câu cơ bản thôi, cho nên là có lẽ không có vấn đề gì cả. Đấy. Nào tiếp tục câu hỏi số 19 này. Cho hình lăng trụ tứ giác có thể tích là A mũ 3. Hỏi cái thể tích hình chóp trên bằng bao nhiêu? A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Các bạn có đồng ý chữa đề Bắc Giang không nhỉ? Thầy thấy ít comment ok quá. Lúc này lúc mà cả nước mình là phải đồng lòng các bạn ạ. Ngành y thì lên trực tiếp rồi, mình thì không có chuyên môn gì thì nói chung là A phẩy ABC đúng không? Xin lỗi các bạn. Đấy, người ta hỏi hình chóp này có thể tích bằng bao nhiêu? Thế thì ở đây mọi người có thể thấy rằng là so sánh thôi đúng không? Ta có thể tích của hình chóp A phẩy ABC thì sẽ bằng một nửa thể tích hình chóp A phẩy ABCD. Có đúng nhỉ? Đấy, tại vì là đáy bằng một nửa đáy mà. Mà theo nguyên tắc chia hình, các bạn nhớ là theo nguyên tắc chia hình thì thể tích hình chóp A phẩy ABCD thì luôn bằng 1 phần 3 thể tích lăng trụ nha. Đúng không? Luôn bằng 1 phần 3 thể tích lăng trụ. Đấy là nguyên tắc chia hình trong lăng trụ rồi. Hình chóp có trung đỉnh và trung đáy với lăng trụ thì bằng 1 phần 3 thể tích lăng trụ. Vậy kết quả là 1 phần 6 về lăng trụ. Đúng không? Vậy đáp án là A mũ 3 trên 6. Thì câu 19 này đáp án là D. Được chưa? Ok. Các bạn nhớ nguyên tắc chia hình thôi. Có đúng nhỉ? Nào, tiếp tục nào. Mình đến với câu hỏi số 20. 20, 21 luôn đấy các bạn nhỉ? À, 20 đáp án gì, 21 đáp án gì luôn đấy các em comment nào. 20 gì, 21 gì. Câu hỏi số 20 này. Cho mặt cầu SC có phương trình như trên, tọa độ tâm Y và bán kính R của mặt cầu S là. Tọa độ tâm Y sẽ là 2 âm 3 1 rồi đúng không? Và bán kính là 7. 2 âm 3 1, bán kính là 7. 2 âm 3 1, đáp án D đúng không ạ? 20 đáp án là D. Rồi. Tiếp tục nào, câu hỏi số 21 đi. Câu hỏi 21 là gì? Đồ thị hàm số nào sau đây không có đường tiệm cận ngang? Đấy, không có đường tiệm cận ngang. Thì các em nhớ là tiệm cận ngang ở đây có thể loại luôn đáp án A và loại luôn đáp án D, bởi vì tiệm cận ngang bậc tử bé hơn bậc mẫu ấy thì tiệm ngang là y bằng 0 rồi đúng không? Còn cái này các em đều biết là y bằng 2 rồi. Thế còn muốn biết là khi nào không có tiệm cận ngang, các em tính lim ấy. Đấy, các bạn tính lim của y này.
Nếu khi x tiến tới dương vô cùng và x tiến tới âm vô cùng ấy bằng hằng số thì là có đúng không? Bằng hằng số thì tức là có tiệm cận ngang. Còn nếu mà bằng vô cùng ấy, nếu kết quả đã ra vô cùng thì không có tiệm cận ngang. Đấy. Thế trong hai đáp án này nếu các em bấm máy tính thì các em sẽ thấy rằng là thằng này là có tiệm cận ngang này. Khi em bấm đến lim đến đến âm vô cùng ấy. Đây nhá, khi bạn bấm lim của e mũ x khi x tiến tới âm vô cùng này. Thì em thấy không? Lim nó bằng 0. Đấy, như vậy tiệm cận ngang của nó là y bằng 0. Thế như vậy thằng này là thằng mà sẽ không có tiệm cận ngang, bởi vì hai kết quả này đều cho các em kết quả là vô cùng nhá. Vậy câu 21 đáp án là C, parabol này không có tiệm cận ngang rồi, đúng không? Ok. Rồi, tiếp tục nào, câu hỏi số 21. Trong không gian x, y, z cho mặt phẳng P và đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P, vector nào xoay là vector chỉ phương của D? Vector nào xoay là vector chỉ phương của D? Thế thì các em thấy rằng là mặt phẳng P thì luôn luôn tồn tại vector pháp tuyến này. Vector pháp tuyến của P là 1-23, 1-23. Và cũng do đường thẳng D này vuông góc với P nữa, D vuông góc với P nữa, cho nên D song song. Mà nếu D song song thì chỉ phương của D ấy cũng sẽ là 1-2 và 3, đúng không? Thằng này đóng vai trò là chỉ phương của ông này. Vậy đáp án đúng là D luôn, đúng không ạ? 22 đáp án là D nhá. Ok các em. Rồi, tiếp à, câu hỏi số 23. Câu hỏi số 23. Cho hình nón có chiều cao bằng 2 và góc ở đỉnh bằng 60, tính bán kính đáy. Góc ở đỉnh thì các em chắc là vẫn còn nhớ, nó là cái góc to tướng này đúng không? Cái góc to tướng này thì bằng 60 độ này, nó là góc ở đỉnh này. Thế như vậy cái góc bé bé này của mình là góc 30 độ. Phân giác mà. Còn chiều cao thì bằng 2. Bây giờ các em muốn tính bán kính, tức là tính cái cạnh này. Thế để tính cái cạnh này thì mà dùng góc 30 độ nhỏ nhỏ ở đây thì em dùng hàm gì các bạn? Hàm tan đúng không? Các bạn có tan 30 độ thì bằng kề trên huyền, à đâu nhầm, đối trên kề, R trên H. Như vậy suy ra R sẽ bằng tan 30 là 1 trên căn 3, đúng không ạ? Nhân H, H thì bằng 2. Vậy đáp án nó là 2 trên căn 3. Và 2 trên căn 3 cũng chính là 2 căn 3 trên 3. Như vậy câu 23 này đáp án là gì các bạn? Là B, đúng không? Rồi, 23 đó là B nha. Nào, tiếp tục một câu hỏi thuần về lý thuyết. Các bạn đọc và trả lời nhanh cho thầy câu hỏi số 24 này. Nào, 24 nha. Câu này thuần lý thuyết thôi, đúng không? Cắt một mặt cầu, thôi tóm lại là tính thể tích của cái lọ hoa này đúng không? Cái này giống cái lọ hoa đúng không? Thế thì đây nó là trường hợp thể tích thứ 3 ở trong ứng dụng thể tích tích phân. Thì cái này chỉ là lý thuyết thôi, chọn một giây thôi. Đó là tích phân từ A đến B của Sx, Dx. Trong đó S này chính là diện tích của hình đúng không? S là diện tích của hình. Như vậy là câu 24 đáp án là A. Câu này thì không có gì phải suy luận cả, bởi vì nó là câu hỏi kiểm tra lý thuyết thôi. Câu này thì một giây đúng không? Các em nhớ là đừng, đấy thằng Trương Huy lại rốt rồi. Đây là sai ấy, bởi vì là đây không phải là tròn xoay, tròn thì mới có pi. Còn đáp án đúng là A nhé. Câu này thi đại học 2 lần rồi đấy. Đấy, thi 2 lần rồi, bạn nào cứ pi thì là vỡ mồm rồi đấy nhá. Thi đại học ấy. Rồi, tiếp tục nào, câu hỏi số 25. Rồi, câu hỏi số 25. Câu 24 các bạn, nó là câu hỏi lý thuyết, chỉ có 1 giây biết được trả lời luôn, còn không biết thì là không biết, đúng không? Nào, tiếp tục vào, câu hỏi số 25. Đáp án gì nhỉ? Câu 25 đáp án gì đây? Hình lăng trụ tứ giác đều có tối thiểu bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Đầu tiên mình phải nói là lăng trụ tứ giác đều mặt phẳng đối xứng 2 năm thi đại học rồi nhá. Lăng trụ tứ giác đều là lăng trụ như nào? Đầu tiên nó là lăng trụ đứng, và thứ hai ấy là nó có đáy là hình vuông. Đều mà, tứ giác đều mà đúng không? Lăng trụ đứng và có đáy là hình vuông. Rồi, thế như thế thì các em sẽ vẽ một cái lăng trụ đứng có đáy là hình vuông. Nhưng tại sao người ta nói là tối thiểu? Thì bây giờ thì chúng mình sẽ đi tìm hiểu nhá. Tối thiểu tức là nó đúng là một lăng trụ tứ giác đều thôi. Cụ thể là đáy thì là hình vuông ấy, nhưng mà chiều cao, cái cạnh chiều cao thì không bằng cạnh đáy đâu. Đấy. Thế cho nên là đáy thì là hình vuông, còn các mặt bên này vẫn là hình chữ nhật. Mặt bên này thì vẫn là hình chữ nhật nhá. Thế thì có tổng cộng bao nhiêu? Có tổng cộng bao nhiêu? Thì các bạn đấy là có tổng cộng 5 cái đúng không? Đây này, một cái ở đây này, đúng chưa? Một cái ngang này, một cái đây này, đúng không? Một cái đây này, đấy, ba này, đúng không? Hai cái chéo nữa, đúng không? Hai cái chéo nữa, hai cái chéo. Tức là A', C', CA này, và B', D', DB. Đấy, có 5 cái thôi.
một cái nằm ngang nhá, một cái như này. Đó. Thì như vậy còn 5 cái. Đúng chưa? Đáp án là B. Các bạn có thể học lại bài mặt phẳng đối xứng nhá. Nếu mà cần thì các bạn có thể học lại bài mặt phẳng đối xứng. Thế còn tại sao người ta nói tối thiểu? Bởi vì là nếu trong trường hợp lăng trụ tứ giác này ấy, mà có tất cả cạnh bằng nhau, thì nếu mà tất cả cạnh bằng nhau, nếu tất cả các cạnh đều bằng nhau thì nó thành hình gì rồi các em? Thì nó thành hình lập phương đúng không? Nó thành hình lập phương. Mà thầy nghĩ là hình lập phương là các em phải thuộc lòng số mặt phẳng đối xứng. Các bạn cần thuộc lòng số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương. Thì đáp án đúng của hình lập phương thì là 9. Thế như vậy tối đa sẽ là có 9. Thế còn tối thiểu ấy là có 5 cái thôi. Được chưa? Nhá, tối thiểu thì sẽ có 5 cái thôi các bạn nhớ. 1, vẽ lại lần nữa này. 2, đúng không? 3. Đấy, 2 cái chéo là 4, 5. Rồi. Tiếp tục nhá. Câu hỏi số 26 này. Câu hỏi số 26. Mệnh đề nào sau đây là sai? Mệnh đề nào sau đây là sai? Đáp án gì đây các em? Mệnh đề nào sau đây là sai? Ở đây các em lưu ý này. Người ta đang muốn so sánh A mũ 2019 và A mũ 2020. Ở về mặt bản chất vấn đề ấy, thì 2019 thì luôn nhỏ hơn 2020. Đúng không? Sự thực là như thế. Thế nhưng bây giờ mũ lên ấy, thì các em hình dung A này nó là cơ số nhỏ hơn 1. Cơ số nhỏ hơn 1. Cho nên là các em khi mà các em đội mũ lên một cái cơ số nhỏ hơn 1 ấy, thì nó sẽ phải đảo chiều. Đấy, nó sẽ phải đảo chiều. Chiều đảo vào đây. Tức là A mũ 2019 thì lớn hơn A mũ 2020. Vì vậy đây là khẳng định đúng. Nhưng nếu đây là khẳng định đúng ấy, thì nghịch đảo của nó mà vẫn giữ dấu ấy, thì đây sẽ là khẳng định sai. Vậy đáp án sai là đáp án D. Đúng nha? Đấy nha. Do đây là khẳng định đúng cho nên nghịch đảo của nó mà vẫn giữ dấu ấy, vẫn giữ dấu lớn thế này thì khẳng định này là sai. Đấy, thế còn hai thằng này thực ra là một. Các bạn lưu ý, hai thằng này thực ra là một nha. Đó. Thế còn nếu mà các em thích làm ấy thì các em, tức là các em không biết ấy, thì các em thể chọn, ví dụ các em chọn A bằng 3, à em chọn A bằng 0,5 đi. Xong em hạ bậc xuống, em hạ bậc 2019 xuống, tức là em sẽ đi so sánh A mũ 2 với cả A mũ 3 đi. Đấy, thì là các em sẽ biết ngay. Nếu trong trường hợp mà các em không thể nào mà nắm được lý thuyết nha, các em tự hạ cái bậc ấy xuống hơn nhau một đơn vị là được. Đó. Nào tiếp tục. Câu hỏi số 27. Tiếp tục nào, câu hỏi số 27. Trong không gian nối kỳ Z cho hai vector U và vector U, góc giữa hai vector này là gì? Góc giữa hai vector này là gì? Các em có cốt góc giữa hai vector. Các em lưu ý là góc giữa hai vector thì khi tính cốt ấy sẽ không có dấu giá trị tuyệt đối nhá. Không có giá trị tuyệt đối đâu. Đấy. Còn về nguyên tắc thì nó vẫn sẽ là tích vô hướng chia tích độ dài. Tích vô hướng chia cho tích độ dài. Chỉ chú ý là nếu đầu bài hỏi đúng cái từ vector ấy thì ta sẽ không có dấu giá trị tuyệt đối. Đúng không? Rồi, thế còn tích vô hướng. Tích vô hướng các bạn thấy là hoành nhân hoành là 1 nhân 0 thì là 0 này, cộng tung nhân tung thì là 1 này, cộng cao nhân cao thì là -4 này, đúng không ạ? Chia cho tích độ dài. Độ dài vector thứ nhất là căn của 1 bình cộng 1 bình cộng cái này bình là 1 cộng 1 cộng 16. Nhân với độ dài cái thứ hai là 0 bình cộng 1 bình cộng 1 bình, tức là 0 cộng 1 cộng 1. Vậy kết quả nó bằng -3 chia cho căn 18 nhân căn 2, đúng không? -3 mà chia cho căn 18 nhân với cả căn 2. Rồi. Thì như vậy cốt của nó bằng -1/2. Và shift cốt của -1/2. Shift cốt -1/2 thì lớp ra được góc 120 độ. Như vậy đáp án đúng của câu 27 này nó là đáp án D, đúng không? 27 đáp án là D. Rồi. Đấy, bạn nào lại đáp án C thế kia thì đã vỡ mồm rồi. Các bạn lưu ý nhá, góc giữa hai vector ấy là các em sẽ không có dấu giá trị tuyệt đối đâu, cho nên là cốt của nó hoàn toàn có thể âm nhá, cốt có thể âm. Thi đại học đã từng thi rồi đấy. Rồi. Thế thấy nhiều bạn sai những cái câu hỏi linh tinh quá nhỉ? Nhất câu 24 các bạn sai, thầy thấy thật sự là buồn cười ấy. Tiếp tục câu hỏi số 28 nào các bạn ơi. Câu hỏi số 28 nào. Trong không gian nối XYZ cho hai mặt phẳng P và mặt phẳng Q, vector nào dưới đây là một vector chỉ phương của giao tuyến hai mặt phẳng trên? Thế nào là giao tuyến? Giao tuyến thì nó là đường chung của hai mặt. Đây, nó là đường chung của hai mặt. Vậy nếu cái đường D này là đường chung của hai mặt thì nó sẽ phải vuông góc với cả hai vector pháp tuyến của hai mặt, đúng không? Mặt phẳng P sẽ có vector pháp tuyến là 3 2 -1 3 2 -1, thì vuông góc P thì vuông góc với D này. Mặt phẳng Q có vector pháp tuyến là bao nhiêu nhỉ? 1 4 -3 1 4 và -3. Như vậy là đường thẳng D này cùng lúc vuông góc với hai vector, cho nên là chỉ phương ấy sẽ bằng tích có hướng của hai cái vuông góc.
vậy tích có hướng của hai thằng n rồi nha. Đấy, và các em bấm máy tính tích có hướng thôi đúng không? 181 này. Vector thứ nhất 3 2 -1 rồi. Vector thứ hai 1 4 -3 và tích có hướng vào -2 8 và 10. -2 8 và 10. Nhưng do là vector chỉ phương thì các em có thể chia đi, chia bớt đi. Đúng không? Vậy chia tất cả cho -2, chia tất cả cho -2 các em được 2, -4 và -5. Như vậy là đúng là đáp án A nhá. Đúng không các em? À đâu, xin lỗi các bạn, đáp án 1 chứ, chia -2 đây là 1 chứ. Đấy, thử các bạn tí thôi, đáp án B nhá. Rồi. Ok ok nhá. Thầy giả nó thế đấy các bạn. Rồi, 28 đáp án B, thầy làm thế có đúng không các em? Hay là bị sai nào? Chắc đúng đúng không? Gì chuyện sai? 29 à? Trong không gian XYZ cho mặt phẳng alpha có phương trình như trên này và đường thẳng delta, mệnh đề nào xôi là đúng? Mệnh đề nào xôi là đúng? Ở đây là bài vị trí tương đối, vị trí giữa đường và mặt, giữa đường và mặt. Có nhiều cách để có thể xét được vị trí giữa đường và mặt, nhưng cái cách hay nhất ấy, đó vẫn là xét giao điểm, các bạn chú ý nha. Cách hay nhất đó là các em xét giao điểm. Đấy. Thì các em hình dung là nếu mà có một nghiệm ấy, giao điểm có một nghiệm thì cắt nhau đúng không? Nếu giao điểm mà vô nghiệm ấy, thì khả năng lớn là song song đúng không ạ? Khả năng lớn là song song. Còn nếu giao điểm vô số nghiệm ấy, thì là trùng. Đấy. Thế nên là mình nên dựa vào lý thuyết này thì hay hơn. Ta lấy ví dụ này, nếu bây giờ cho delta cắt alpha này, ta có một điểm M thuộc delta thì điểm M này luôn luôn có tọa độ là gì? Các em tham số hóa đi, cho thằng này bằng T này. Như vậy x của nó sẽ bằng trừ T trừ 1. Trừ T trừ 1. Y nó sẽ bằng trừ T trừ 1. Rồi, và z của nó sẽ bằng gì? T cộng 3. Rồi, tiếp tục các em thay điểm M này vào mặt phẳng alpha, đúng không? M các em thay vào mặt phẳng alpha. Rồi, thì như vậy các bạn được là thay vào đây. Trừ T trừ 1 cộng với cả 2 lần Y thay vào đây này, trừ T trừ 1 cộng với 3Z là T cộng 3. Rồi, và trừ đi 6 thì bằng 0. Vậy giờ các em sẽ rút gọn đi. Trừ T trừ T là trừ T trừ 2T là trừ 3T. Trừ 3T cộng 3T là hết T, đúng không? 0T. Trừ 1 trừ 2 là trừ 3. Trừ 3 trừ 6 là trừ 9. Trừ 9 cộng 9 là cộng 0. 0T cộng 0 bằng 0. Và phương trình này các bạn thấy rằng là chết rồi, phương trình này là phương trình vô số nghiệm. Và như thế thì đáp án đúng của câu mình là phải là đáp án trùng nhau. Trùng nhau tức là delta sẽ phải nằm trong mặt phẳng alpha. Vậy câu 29 đáp án đúng phải là B nhé các bạn. Đấy. Rồi. Rồi, đáp án B đúng không? Các bạn nào mà lấy tích vô hướng ấy thì là hỏng bét nhá. Này thầy nói này, một trong những sai lầm mà các em lại đi lấy tích vô hướng ấy. Các bạn tích vô hướng của hai vector này bằng 0 đúng không? Tức là hai vector này vuông góc. Và nếu hai vector này vuông góc ấy thì tức là nó phải trùng nhau các bạn. Pháp tuyến của mặt phẳng mà vuông góc với chỉ phương của đường thẳng ấy thì nó phải là trùng nhau như này hoặc là song song này các bạn nhá. Đấy, cho nên là cách này mới là cách an toàn nhá. Cách này là cách an toàn, các bạn phải rất cẩn thận cho đấy nhá. Rồi, xét vị trí giữa đường và mặt. Đấy chưa? Đấy, thầy đang thấy là các bạn đang sai những cái câu nó rất là ngớ ngẩn. Mà thi đại học là thi cũng nhiều chứ các bạn. Đúng không? Rồi, như vậy câu 29 đáp án là B. Đấy chưa? Thi đại học nhiều phết đấy các bạn. Toàn. Chết, không chứ. Bài nó rất là dễ đúng không? Bài rất là dễ, rất là cơ bản. Trung gia cầm mà. Như vậy là vị trí gia cầm là nó hoán đổi đúng không? Gia cầm không chỉ không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. Thôi từ bây giờ gọi các bạn là gia cầm nhá. Còn thầy bây giờ lại lên hoàng tử rồi. Nào tiếp tục câu hỏi số 30 này. Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với D. Mặt phẳng đi qua điểm A và vuông góc với D. Điểm A đây. Và vuông góc D. Vuông góc D thì các em thấy là thế thì cái D này chính là pháp tuyến của mặt phẳng của gì nữa đúng không? Đấy, do cái mặt phẳng P này nó vuông góc với D, cho nên là cái UD này chính là vector pháp tuyến của P luôn. Cho nên cái UD này, đấy, chính vuông góc và nó sẽ bằng pháp tuyến của P luôn. Và vector pháp tuyến vector chỉ phương của D nó là hệ số của T đúng không các em? 1 - 1 2, 1 - 1 2, đúng không ạ?
Ngoài ra thì nó còn đi qua điểm A nữa, đi qua điểm A là 1 âm 1 2. Và như vậy thì các em sẽ được mặt phẳng này, 1 âm 1 2, 1 âm 1 2. Đi qua điểm A này, x trừ 1, y cộng 1 và z trừ 2 thì bằng 0. Rồi. Và như vậy nếu mà ta nhân tung ra, x trừ y cộng 2z trừ 1, trừ 1 là trừ 2, trừ 2 trừ 4 là trừ 6. Và như vậy đáp án đúng của câu 30 này chính là đáp án D đúng không em? Nào thì đọc comment nào. Đúng rồi, đáp án D đấy, bạn anh chip. Các bạn. Nói chung là đi thi thầy đã nói rồi mà, thầy hay là kể cả bộ cũng thế thôi, sẽ rất tạo điều kiện cho các em ở khoảng 35 câu đầu tiên. Nhưng các em phải biết nắm lấy cái điều kiện đấy đúng không? Người quan trọng à, người người giỏi là người phải biết nắm bắt cơ hội, bắt 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 bắt. Nhưng mà để nắm được ấy thì các bạn cũng phải có kỹ năng, chứ không phải là cứ nắm là nắm được đâu, đúng không? Và nhất là cẩn thận nữa, không thằng khác nó vụt mất nha. Cái nào có điều kiện là mấy đứa nó hay vụt nhanh lắm. Nào, câu hỏi số 31 này. Câu này thì lại quá đơn giản rồi đúng không? Thôi câu này thì do dễ quá đã làm nhiều quá nhá, thì đổi luôn thành tích phân từ 0 đến 4 đúng không? Cái f4x này mình đổi luôn về fx này. Cái này do mình làm nhiều quá rồi nhá, cho nên là thầy sẽ viết luôn kết quả thôi. Rồi, hệ số của x là 4 mà, cho nên nhân 1 phần 4 ra ngoài. Vậy nó là 1 phần 4. Tích phân từ 0 đến 4 của fx thì bằng âm 1. Như vậy 1 phần 4 nhân âm 1, vậy kết quả là âm 1 phần 4. Rồi, mong các bạn thông cảm câu 31 nhá. Do mình đã chữa câu 31 để đến hàng trăm nghìn lần trước trước cả công nguyên rồi đúng không? Cho nên là chúng ta không cần làm chi tiết làm gì cả. 31D, ok. Rồi, Giang tỷ tỷ à? Bạn này tên hay ấy nhỉ? Giang tỷ tỷ à? Nghe tên hay nhưng mà đổi bây giờ đổi thành kiểu Chí huynh huynh à? Chí huynh huynh thì nghe nó hơi ngang nhỉ? Chí đệ đệ thì được. Nào, tiếp tục câu hỏi số 32 này. Tính tích phân từ 0 đến 1 của f phẩy x nhân e mũ fx dx. Câu này là tích phân đổi biến thôi. Câu này tích phân đổi biến nhá. Vậy xét cái y này. Mình sử dụng phương pháp đổi biến. Các bạn đặt e mũ x bằng t, à đặt fx bằng t nhá. Các bạn đặt cái mũ fx bằng t này. Trong tích phân thì đổi biến thì phải đổi cận. Cận đang chạy từ 0 đến 1. Là bây giờ thay này, 0 mà thay vào đây, khay mà 0 mà thay vào đây nó là F0. 1 mà thay vào đây, 1 mà thay vào đây nó là F1. Ok. Quay trở lại vi phân, Fx đạo hàm thì là F phẩy x nhân DX thì bằng bên này là DT, đúng không nhỉ? Và bây giờ các em thay vào y. Vậy các em thay vào thì các em sẽ có là y sẽ bằng tích phân. Tích phân từ 0 đến 1 ấy thì sẽ được đổi thành tích phân từ F0 đến F1, F0 cho đến F1. Đó. Tiếp tục này, e mũ fx thì đổi thành e mũ t đúng không? Bởi vì mình đặt fx là t mà. Còn f phẩy x dx thì theo bước vi phân này, f phẩy x dx thì nó chính là dt. F phẩy x dx là dt, hết rồi. Vậy nó chỉ còn nguyên hàm của e mũ t thôi, mà theo nguyên tắc thì nguyên hàm của e mũ t thì bằng chính nó là e mũ t và cộng lại là f0. Thằng nào bảo Chí chơi đồ đấy. Ăn ban bây giờ cao Việt Nghiêm mà, láo quá nhỉ. thay vào đây, cận trên thay vào. E mũ f1 trừ đi e mũ f0. Rồi. Nhưng các bạn thấy là do f0 và f1 bằng nhau, do f0 bằng f1 bằng nhau, cho nên là hai thằng này là bằng nhau. Và nếu hai thằng này bằng nhau thì đáp án nó là 0 thôi đúng không? Vậy câu 32 đáp án là C nhá các em nhá. Được chưa? 32 đáp án là C. Ok. Đây là làm tự luận, thế còn nếu mà các bạn để ý ngay thì hai cái cận này bằng nhau thì nó bằng không bố được còn gì nữa đúng không? Tiếp tục nào, câu hỏi số 32. 33 chứ đúng không? Câu hỏi số 33. Với các số thực dương ABC thỏa mãn là loga cơ số 2 của A thì bằng C, còn loga cơ số B của 2 của B thì bằng 2C. Giá trị của A sẽ là Ở câu này ta có thể loại luôn đáp án B, bởi vì nếu log 2 của A bằng C ấy, thì A sẽ bằng 2 mũ C cơ đúng không? A phải bằng 2 mũ C chứ không phải bằng 2C. Đấy. Như vậy chỉ còn mối quan hệ giữa A và B thì nếu làm tự luận các em chỉ việc thế mà thôi. Các bạn thế 1 này vào 2 này, các bạn thế vào là được. Như vậy tới các em suy ra là log 2 của B sẽ bằng, các em thế cái C này này, các bạn thế cái C này bằng log 2 của A vào đây. Bằng 2 lần log 2 của A. Được nha. Đấy, thế cái C bằng log 2 vào đây. Xong ném 2 này lên mũ, vậy các em suy ra được B sẽ bằng A mũ 2. Và nếu B bằng A mũ 2 thì tức là A sẽ bằng căn B. Đấy thì đáp án đúng là B, à là A đúng không ạ? 33 đáp án là A nhá. Ok, Demo Dũng 33C thôi thế là hỏng rồi. Đúng là tên là Demo khác, bạn phải đổi.
demo là thành official đi. Đúng không nhỉ? Demo là bản nghe thử đúng không? Bạn phải đổi thành Officer Dũng ấy thì đáp án nó mới đúng được. Câu hỏi số 34 nào. Cho hình chóp tứ giác NABCD có đáy là hình vuông cạnh A căn 2. Ừ, có đáy là hình vuông cạnh A căn 2. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy A căn 2, đáy là hình vuông cạnh A căn 2 này. Rồi. Tính thể tích của khối chóp đã cho. Ui, câu này thì nhanh quá. Đầu tiên do đáy là hình vuông cho nên diện tích hình vuông nó bằng cạnh bình phương A căn 2 tất cả bình, và nó sẽ bằng 2A. Tiếp theo này, về tính chiều cao ấy thì do mặt phẳng SAB vuông đáy cho nên nếu em dựng SH vuông AB, dựng SH vuông AB thì SH chính là đường cao, đúng không? Như vậy là SH này vừa là đường cao của hình chóp mà SH này cũng là đường cao trong một tam giác đều. Thì đường cao trong tam giác đều thì nó bằng gì các bạn? Đường cao trong tam giác đều bằng cạnh của tam giác đều nhân căn 3 chi 2. Cái này mình đã dạy nát vở với nhau từ trước công nguyên đúng không? Như vậy nó bằng cạnh của tam giác đều nhân căn 3 trên 2. Đấy, cạnh tam giác đây, căn 3 trên 2. Rồi như vậy H nó bằng A căn 6 trên 2. Rồi. Và như thế là các em có thể tích thôi. Vậy thể tích hình chóp sẽ bằng 1 phần 3 diện tích đáy. Diện tích đáy đúng không? Nhân chiều cao. Và nó bằng A mũ 3 căn 6 trên 3. Và đáp án đúng của mình có 34 là đáp án A chắc rồi. Đúng không? Rồi, 34 là A. Đấy. Và nốt câu 35 thì chúng ta lại chấm dứt những câu ở mức độ cơ bản nhất quả đất. Đấy, đến câu 30. À, còn nốt câu 35 thôi là chúng mình sẽ chấm dứt các câu hỏi dễ nhất trong đề. Câu hỏi số 35 nào các em ơi. Đáp án gì đây? 35. Huy Trịnh có bài nào khó hơn không á? Có bài 47, 48, 49, 50. Em chia sẻ live stream về để chút thì chúng mình giao lưu nhé. Huy Trịnh nha Huy nha. Chút thì 4 câu cuối để chúng mình giao lưu với nhau. Đấy. Trao đổi chiêu thức. 35 nè. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị. Ở đây thì đấy để bắt đầu có những bạn 35A, Mạc Huyền 35A, Quốc Bảo 35B và Đào Ngọc Anh Khôi 35 là C. Thì mỗi bạn là một đáp án rồi thì chúng mình cần cẩn thận này. Đầu tiên các em phải xét điều kiện của căn nhá. Điều kiện của căn đó là phần trong căn lớn bằng 0, tức là x lớn bằng 2 này. Tiếp theo, về tiệm cận ngang thì các em thấy là do bậc tử bé hơn bậc mẫu đúng không? Bậc tử bé hơn bậc mẫu cho nên là ta có một tiệm cận ngang duy nhất thôi, đấy là y bằng 0 vì bậc tử bé hơn bậc mẫu. Tiếp tục đến tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng thì các em luôn cho mẫu bằng 0. Các em luôn cho mẫu bằng 0. Thì các em thấy rằng mẫu bằng 0 thì các em ra được là x bình trừ 4 nhân với cả 2x trừ 7 thì bằng 0. Ở đây các em sẽ có 3 nghiệm. Đó là x bằng 2 đúng không? X bằng trừ 2 và x bằng 7 phần 2. Đó. Đầu tiên ấy, thì x bằng trừ 2 là loại. X bằng trừ 2 loại do nó không thỏa mãn cái miền xác định này. Thế còn bây giờ hai thằng này có loại 0 ấy, thì x bằng 7 phần 2 là ok rồi. Nhưng vấn đề là cái thằng x bằng 2 này có loại 0 thì có những bạn sẽ lập luận với cơ sở là gì? Có những bạn sẽ lập luận cơ sở là x bằng 2 trùng với nghiệm của tử, đúng không? Có những bạn sẽ lập luận x bằng 2 trùng với nghiệm của tử. Cho nên là ta cần phải loại x bằng 2 đi, nếu nó trùng nó sẽ bị triệt tiêu mất. Thì đúng như thế, trùng nghiệm thì bằng thì bị triệt tiêu. Nhưng vấn đề là có bị triệt tiêu hết không, đúng không? Nhưng vấn đề có bị triệt tiêu hết không thì các bạn vào đây này. Cái hàm số này mà các em rút gọn ấy thì nó thành cái này nha. X bình trừ 4 nó là x trừ 2 nhân x trừ 2 nhân x cộng 2 nhân 2x trừ 7. Thì các em nhớ là cái việc trùng nghiệm ấy đúng là nó triệt tiêu nhưng nó triệt tiêu không hết các bạn ạ. Cái căn này mất đi này thì dưới mẫu này vẫn còn căn của x trừ 2 nhá. Đấy. Thế vì vậy là cái nghiệm x bằng 2 này cho dù bị triệt tiêu nhưng không hết và nó vẫn tồn tại dưới mẫu này cho nên nghiệm này thì vẫn ok nhá. Đấy, tuy bị triệt tiêu nhưng không hết. Và như vậy là các em có đến hai nghiệm ok, nghiệm này không bị trùng, nghiệm này bị trùng nhưng triệt tiêu không hết, vẫn còn sót. Thế như vậy em có hai tiệm cận đứng, đúng không? Vậy hai tiệm cận đứng kết hợp với một tiệm cận ngang thì 1 cộng 2 đáp án của mình là đáp án A nhá. Và mình nhầm đáp án là A đấy các bạn. Lưu ý nhá. Ok, thì đấy là đáp án đúng nhá. Thế nhá. Thế đó. Các bạn là 35C thì các bạn phải cẩn thận nhá. Rồi tiếp tục nào, mình đến với nhóm những cái câu hỏi liên quan tới các câu ở phía sau.
Như vậy là 7 điểm đầu tiên của chúng ta đã xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi mức độ hơn 7 tí xíu, đúng không ạ? Ok. Câu hỏi 36 đáp án gì các bạn nhỉ? 36 đáp án gì tiếp à? Hoàng Dung 36A, Duy Hùng đã 36D, Phương Quỳnh 36 lại là A. Phan Ngọc Anh chữa đúng thành sai. Không tin vào chính mình đây rồi. Hồ Lê Bình D, Trương Huy A. Chết rồi. Rất là nguy hiểm các bạn nhá, rất nguy hiểm này. Biết rằng ba số hạng log 2 của x, đây và đây theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Như vậy đây nó là tính chất ba số hạng liên tiếp trong một cấp số nhân. Thế thì nếu ba số hạng liên tiếp trong một cấp số nhân ấy thì nó sẽ có tính chất là gì? Đó là số đầu nhân số cuối thì bằng bình phương số ở giữa, đúng không? Cái này các bạn biết. Như vậy phương trình của các em nó thành log 2 của x nhân với cả log 8 của 4x thì sẽ bằng bình phương số ở giữa là 1 cộng loga cơ số 4 của x tất cả bình. Đấy. Và bây giờ các em cần giải phương trình này ra. Rồi, cần giải phương trình này ra. Đã có rất nhiều đáp án được comment ở trên này, bạn A, bạn B, bạn thì D. Thì cái phương trình này tất nhiên ta có hai cách, cách một là cách tự luận. Cách tự luận thì ta nói sau. Còn thực tế ra thì các em sẽ bấm máy đúng không? Các bạn bấm máy. Đấy. Nhưng khi bấm máy ấy thì nếu mà bạn nào dùng cái loại máy này này, cái máy hồng kiểu này này thì thầy nghĩ là khả năng các bạn không ra đủ nghiệm đâu, bởi vì máy này để ra được đủ hai nghiệm thì rất lâu. Mặc dù nó là cái máy yêu thích của thầy nhưng thầy phải công nhận là nhiều tiền thì vẫn hơn. Cho nên ngày hôm nay thì thầy đã vay nóng ngân hàng 500.000 để thầy sắm cho các bạn một cái máy gọi là nhiều tiền hơn, FX580. Bởi vì thầy nghe đồn rằng là máy này bấm ship xôn ấy thì vô đối. Thế vì vậy là thầy sẽ phải dùng máy này bấm nhá. Nào, bây giờ cả lớp mình bấm cùng thầy nghiệm máy nhá. Log 2 của x. Bấm nhào nhá. Lần đầu tiên dùng các bạn thông cảm nhá. Hơi bỡ ngỡ. Nhân với cả log 8 của 4x. Rồi. Trừ đi đúng không? Chuyển vế này trừ đi. 1 cộng log 2 log 4 của x. Rồi, và tất cả bình. Đúng chưa? Đấy, máy mới ấn đi là nó hơi bị kiểu gượng tay nhá. Tiếp tục này. Ship zone. Rồi. Để xem mà ra nghiệm bao nhiêu này. 0,25. Ok, như vậy nghiệm đầu tiên là x bằng 0,25. Và rất nhiều bạn là các bạn dừng x bằng 0,25 và các bạn tích luôn đáp án A ấy, thì là vỡ mồm ấy à. Vỡ đầu con tàu đấy. B vẫn còn nghiệm nữa đấy các bạn. Gom cả cụm này vào đúng không? Chia cho x trừ đi 0,25 là nghiệm vừa bấm đấy. Xong lại ship can bằng đúng không? Nhưng mà chỉ có cái máy nhiều tiền ấy thì nó mới ra được nghiệm tiếp theo thôi. Đó là x bằng 64. Đó là x bằng 64. Vậy chúng ta có tận 2 nghiệm cơ các bạn ạ. Thế nếu nó có 2 nghiệm ấy thì vấn đề là nghiệm nào? Các bạn phải lưu ý là người ta còn có một cái điều kiện là công bội khác không? Nếu x bằng 0,25 ấy, nếu x bằng 0,25 các bạn thay vào đây này. 1 thì cái số hạng thứ 2 nhá, cái số hạng thứ 2 nó sẽ bằng này, 1 cộng với log 4 của 0,25 ấy thì số hạng thứ 2 nó là 0 đấy. Vậy nếu x bằng 0,25 số hạng thứ 2 là 0 thì chỉ có công bội là 0 ấy thì nó mới ra số hạng thứ 2 là 0 thôi. Cho nên trường hợp này là loại. Đấy, do số hạng thứ 2 bằng 0 nên chắc chắn là công bội đây bằng 0 rồi. Nhân 0 mà, đúng không? Tại vì thằng này khác 0 rồi thì nhân 0 thì bằng 0. Như vậy đáp án đúng là x bằng 64 nhá. Rồi, và như vậy đáp án đúng của mình là đáp án D, đúng không? 36 đó là D. Đấy thì đây nó là gọi là một sự phân cấp giàu nghèo. Thực ra gọi nghèo thì cũng không đúng. Thế nhưng mà phân cấp của những đứa giàu và những đứa giàu hơn. Đây là bọn giàu hơn này, nó bấm nghiệm không xịt phát nào. Còn đây thì chắc chắn với các bạn là để ra được nghiệm x bằng 64 ấy, nó sẽ rất tốn thời gian và có khi là các em không đủ kiên nhẫn và các em nghĩ rằng là phương trình này chỉ có một nghiệm thôi. Vì vậy là nếu bây giờ mà không có tiền ấy thì nhớ là vào phòng thi nhá. Gặp những câu giải phương trình mà phức tạp thì hãy cố gắng mà mượn các bạn bên cạnh máy tính đi, đúng không? Đấy, nhưng mà mượn ấy là phải lịch sự, các bạn phải rất là chân thành, ánh mắt các bạn cực kỳ chân thành các bạn. Cậu ơi, nhà tớ là chưa đủ điều kiện mua FX580. Cậu có thể cho tớ mượn tạm một tí được không? Các bạn nói như vậy thì không có một ai có thể từ chối được các bạn. Mình cầm FX580 mình bấm thôi, đúng không? Chắc chắn là các bạn bên cạnh mình sẽ cho mình mượn đấy. Bởi vì là các em còn rất là bé, các em còn rất là ngây thơ ấy, các em chưa hề có sự tính toán hay là cạnh tranh gì đâu. Thầy tin chắc là thế, tâm hồn các bạn nó vẫn còn rất là trong sáng.
các bạn luôn muốn 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 gọi là giúp đỡ mọi người, đúng không? Thấy người ta khó khăn là mình cũng phải giúp. Thầy nói thế với các bạn có thấy đúng không? À quên, còn tự luận thì sao? Quên mất. Tự luận thì các em phân tích tất cả về log 2 của x nhá. Phân tích về log 2 của x và đặt nó về log 2x là t nhá. Đấy, các bạn lưu ý cách tự luận, nhưng mà thôi dùng máy tính nhìn nhau ha. Rồi. Nào, tiếp tục câu hỏi số 37 nào. Thầy nói không sai đâu, chắc chắn các em là những người tốt. Cổ nhân đã dạy rồi, nhân chi sơ tính bản thiện. Tức là con người đẻ ra 18 năm đầu tiên ấy là tính của các bạn nó rất là thánh thiện. Đấy. Nên là các bạn mượn thoải mái à, nhưng mà ăn nói là phải chân thành, không phải là ai đưa cái FX580 đây không tao xé bài mày, như thế thì không bao giờ người ta cho mượn đâu. Nào, bắt đầu làm này. Tính tích phân y bằng tích phân từ -2 đến -1 của 2x+6 nhân với cả f của x bình phương cộng 6x+7. Cái câu này thì bây giờ muốn tính thì chắc chắn đó là tích phân hàm hợp rồi, đúng không? Nó vẫn là tích phân hàm hợp rồi. Sao lại còn cái nịt các bạn bị dở à? Mượn máy tính lại bảo còn cái nịt. Ít thì còn cái nắp. Cái nắp chứ không phải là cái nịt. Còn cái nắp. Ta đặt ẩn phụ thôi. Cứ hàm hợp U là gì, ta đặt nó là U thôi, đúng không? À, ta đặt nó là T thôi. Đặt X bình cộng 6X cộng 7 thì bằng T. Được không? Thế bây giờ ta đổi cận nha. Các bạn nhớ là phải đổi cận nha. X chạy từ -2 đến -1. -2 mà các bạn thay vào đây à? Đổi cận căng thẳng phết đấy. K này, x bằng -2, ở thì y bằng t bằng -1 này, x bằng -1 thì t bằng 2. Rồi, cận mới sẽ -1 đến 2 này. Quay trở lại vi phân này, thay vi phân ra 2x+6, đúng không? Thay đạo hàm ra là 2x+6 dx thì bằng dt. Rồi. Vậy các em thay vào, suy ra y sẽ bằng tích phân từ -2 đến -1 ấy. -2 đến -1 thì đổi thành tích phân từ -1 đến 2. Của đây là ft này, mình đặt thằng này là t mà, ft. Còn đây nó trở thành riêng thằng này thành dt, đúng không? Dt. Đó. Thế thôi. Và các em đổi thì đổi thành ẩn x thôi, fx dx. Nhá. Thế bây giờ để tính thằng này thì các em sẽ dựa vào cái hình này thôi. Hình này các em thấy là trên cái đoạn từ -1 đến 2 ấy thì nó tách, nó bị chèn thêm cái đoạn một phải vào. Như vậy mình sẽ chèn số 1 này vào nha. Và các em sẽ tách cận này. Nó là tích phân từ -1 đến 1 của fx dx cộng với tích phân từ 1 đến 2 của fx dx. Nha. Mà theo lý thuyết của diện tích hình phẳng thì tích phân từ -1 đến 1 của fx dx nó chính là H1 này này. Là nó bằng 7 đơn vị diện tích. Đấy. 7. Còn tích phân từ 1 đến 2 của fx thì thực ra cái này do là nó nằm dưới cho nên nó bị âm. Vậy nó sẽ bằng -3, đúng không? Diện tích bằng 3 nhưng thực ra tích phân sẽ bằng -3 vì nằm dưới. Với kết quả 7 cộng -3 thì bằng gì các bạn? Bằng 4. Đáp án đúng có 37 là đáp án B, đúng không? Rồi, 37 đó là B nhá. Thế như vậy là các em có hai kiến thức ở đây, một là phương pháp đặt ẩn phụ trong tích phân hàm hợp đổi biến, đúng không? Hai là các em phải nhớ cách chèn cận về diện tích hình phẳng. Đó là câu hỏi số 37. Ok, thằng Trương Huy này mãi mới thấy comment được đáp án đúng nhỉ. Này nguy hiểm đấy. Đi thi thì chịu khó nhắc bài cho các bạn nhé, Trương Huy nhá. Làm sai nhiều như em thì thầy nghĩ là nhắc bài cho các bạn là cũng hợp lý đấy. Tại vì những cái người mà hay làm sai ấy, thì khi họ nói sai ấy, thì mặt họ không biến sắc. Cho nên là đối thủ sẽ cảm thấy là có khi thằng này nó nói là thật. Đấy. Thế như vậy người ta gọi là chết thì chết chung, đúng không? Tội quái này. Câu 38 này. Cho số thực M và phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 là Z bình cộng MZ cộng 1 thì bằng 0. Ok. Khi phương trình không có nghiệm thực ở số phức mà không có nghiệm thực ấy thì tức là có nghiệm phức. À xin lỗi các bạn, tức là có nghiệm ảo, đúng không? Nghiệm phức thì bao gồm, các bạn nhớ là nghiệm phức thì bao gồm cả thực cả ảo, đúng không? Nghiệm phức thì bao gồm cả thực cả ảo. Đấy. Như vậy nếu không có thực thì tức là hai thằng này ảo. Vậy phương trình bậc 2 mà muốn có hai nghiệm ảo ấy thì điều kiện để cái phương trình có nghiệm ảo là delta nhỏ hơn 0 các bạn nhá. Vậy ta phải tìm điều kiện đã, delta nhỏ hơn 0. Delta bằng b bình -4ac này. B bình phương -4ac nhỏ hơn 0. Như vậy m các em sẽ chạy từ -2 đến 2. Đây là điều kiện để có nghiệm ảo,
đúng không? Không có nghiệm thực tức là có nghiệm ảo mà. Đấy, số phức thì nó không vô nghiệm đâu, đúng không? Rồi. Thế bây giờ người ta yêu cầu là tính giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối Z1 trừ Z2 mô đun được. Thế thì các em theo công thức nghiệm thôi. Các em lưu ý là delta ở đây bằng M bình trừ 4 nhé. Nhưng do delta nhỏ hơn 0 ấy, cho nên là các em có thể biến thành như này: 4 trừ M bình nhân Y bình. Các bạn còn nhớ cái kỹ năng này không? Hồi thầy dạy các em giải phương trình mà delta âm ấy, ví dụ delta bằng âm 4 đúng không? Các bạn hay biến thành 4 Y bình. Đấy. Thì delta âm thì các bạn biến thành như này. Như vậy là Z1 sẽ bằng trừ B cộng căn delta trên 2A. Trừ B cộng căn delta trên 2A. Trừ B thì nó là trừ M. Cộng căn delta là căn của cái này. Căn cái này nó sẽ là căn của 4 trừ M bình Y. Đấy. Trên 2A. Hoặc bạn nào dùng VS cũng được nha. Bạn thích thì bạn dùng VS cho thầy nha. Tùy em. Đấy. Nhưng mà bài này thầy muốn giải thích cặn kẽ lại, gọi là nhắc lại kiến thức. Còn bạn nào dùng VS cũng được. Đây là căn delta đúng không? Căn delta là căn thằng này ta mà. Rồi. Trên 2. Như vậy tới suy ra Z1 trừ Z2 sẽ bằng gì? Z1 trừ Z2 là hai này trừ với nhau. Hai này trừ cho nhau thì các em thấy là trừ M với trừ M là hết đúng không? Trừ M trừ đi trừ M là hết. Hai cái này trừ cho nhau nó thành 2 lần căn của 4 trừ M bình nhân Y và chia cho 2. Nếu bạn lấy hai thằng này trừ nhau nhá. Và nó bằng căn của 4 trừ M bình nhân Y. Vậy từ đó các em có mô đun của Z1 trừ Z2 sẽ bằng mô đun của thằng này. Mà mô đun thì mất Y đi đúng không? Nó bằng căn của 4 trừ M bình. Ok. Vậy đây chính là biểu thức T mà đầu bài đang muốn các em đi tìm giá trị lớn nhất. Đây là biểu thức T này. Đấy. Đúng không? Thế thì lớn nhất thằng này thì chỉ có thể là 2 thôi. Các bạn nhớ là M nằm trong khoảng từ trừ 2 đến 2 nữa nhá. Một là các em ta bờ le đúng không? Còn không thì nhìn phát là biết ngay. Đây này. Thằng nào rốt lắm ấy thì ta bờ le nhá. Nhưng mà đây là rốt kinh điển rồi đấy. Còn không ai cũng nhìn ra giá trị lớn nhất là căn 4 mà. Căn 4 là 2 mà. Đúng không? Cho chạy từ trừ 2 đến 2 này. Step là 4 chia 19 này. Đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn hộ giá trị lớn nhất của nó đi. Đấy, các bạn thấy 1,99 không? Mắc là 2. Rồi. Như vậy đáp án đúng của câu 38 này đáp án gì các bạn? Đáp án A nhá. Ok. 8A. 38 là A. Ok. Đấy, thì bạn nào thích dùng VS thì cũng được nha. Các bạn thích thì các bạn biến đổi VS từ đây. Nhưng cẩn thận nhá. Cái này các em phải cẩn thận. Đó. Còn thầy đang cố gắng là vừa giải và vừa giảng lại các em một chút về kiến thức liên quan đến số phức. Không để các bạn lại quên mất, đúng không? Khoa quên căn 2 CMNR. Rồi nào. Tiếp tục nào, câu hỏi số 39. Nào, giống đề minh họa nhé. Các bạn lưu ý này, giống đề minh họa thì từ 39 cho đến 50, đúng không? Là các em phải đặt bút thì các em mới viết được. Đấy. Chứ còn nếu mà các em nhìn ấy thì các em sẽ không ra kết quả đâu. Nào, bắt đầu được câu 39 nhá. Là những câu mà bắt đầu là phải gì các bạn? Động đầu đúng không? Động đầu. Câu hỏi 39 này, cho hình chóp tứ giác đều SABCD có tất cả cạnh đều bằng A. Chóp tứ giác đều có tất cả cạnh bằng A. Rồi, cạnh đây bên bằng A, cạnh này bằng A. Gọi MNPQ là trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD và SDA. Thế thì trọng tâm thì các em sẽ vẽ một đường trung tuyến xong lấy tỷ lệ 2/3 đúng không? Đây, trung tuyến rơi trung điểm nha. Mà, tiếp tục trung tuyến này. Thôi cái này thầy sẽ ước lượng thôi nhá các em nhá. Ước lượng thôi chứ còn bây giờ bảo vẽ thước kẻ thì nó nói thật với các bạn rằng là nó trẻ con lắm. Bạn nào lại lấy thước kẻ các bạn đo 2/3 ra thì thầy nghĩ là các bạn là hơi kiểu bị nhân chi sơ, tính giờ hơi quá đấy. Đấy. Thầy chấm 4 cái trọng tâm của 4 tam giác ở bên nhá. Nó là 4 tam giác ở bên mà trọng tâm các em vẽ một đường trung tuyến thôi đúng không? Xong bạn lấy tỷ lệ 2/3. Rồi và SAB, SBC thì người ta gọi đây là MNPQ. MNPQ. Đúng không? Ok. Vậy bây giờ tính thể tích khối chóp OMNPQ. Tính thể tích khối chóp OMNPQ. OMNPQ các bạn sẽ nối OMNPQ vào giúp thầy. Đầu tiên các bạn nối OMNPQ đã nhá. Rồi. Ôi, chưa được đúng lắm. Thực ra thầy vẽ này là sai đấy, nhưng mà các bạn phải thông cảm nhá. Bởi vì thầy không dùng thước kẻ mà. Các em vẽ thước kẻ thì các em sẽ thấy là cái hình này nó sẽ rất song song với nhau nhá. Rồi. Ok, OMNPQ. Rồi. Các bạn thông cảm nhá. Rồi, OMNPQ. Ok. Thế bây giờ chúng mình làm thôi nhỉ. Để tính thể tích khối chóp OMNPQ thì các em nhớ là V khối chóp OMNPQ thì sẽ bằng 1/3 diện tích đáy là diện tích của tứ giác MNPQ nhân với cả chiều cao là khoảng cách từ O xuống mặt phẳng MNPQ. Đúng không?
Thế bây giờ mình sẽ tính diện tích tứ giác MNPQ này. Bây giờ mình sẽ đi chứng minh nhanh về diện tích tứ giác này nhá. Gọi các cái chân đường cao này, thì thầy nối các chân đường cao này vào tí đây. Đấy. Thì cái đoạn mà thầy vừa nối ấy, các bạn lưu ý này, cái đoạn mà thầy vừa nối ấy, thì nói thật với các bạn rằng là ai cũng nhìn ra đây sẽ phải là hình vuông. Vì sao là hình vuông các em? Bởi vì là đáy là hình vuông, đây là A trên 2 đúng không? Trung điểm mà, A trên 2 này. Đấy. Thế như vậy là góc 45 này, bên này thấy góc 45 này, như vậy góc này 90 này đúng không? Tóm lại đây là hình vuông nhá. Rồi, hình vuông này có cạnh bao nhiêu? Pythagore này, theo Pythagore trong tam giác B này này, thì em lấy cái này bình cộng cái này bình thì cái cạnh này sẽ bằng là A căn 2 trên 2. Đây các bạn lưu ý nhé, cái cạnh mà thầy đang tô đỏ này bằng A căn 2 trên 2. Đấy, đúng chưa? Tiếp tục này, khi mà cái hình, thầy gọi điểm đi nhỉ? Thôi được rồi, EFGH nhé, thầy gọi tạm EFGH là hình vuông ấy. Thì những cái cạnh song song với nó, tức là MNPQ cũng sẽ là hình vuông. Đấy, đúng không nhỉ? EFGH đi, thầy gọi EFGH nha. Do EFGH vuông, EFGH là hình vuông. Do tất cả cạnh bằng nhau và đều góc vuông mà. Cho nên là cái mặt phẳng song song với nó, tương ứng song song với nó này, là MNPQ cũng là hình vuông, đúng không? Cũng phải là hình vuông. Tiếp. Theo định lý Thales thì các em thấy là MN trên gì nhỉ? EF theo Thales này thì MN trên EF thì bằng bao nhiêu các em? Tỷ số MN trên EF thì bằng tỷ số SM trên SE. Mà do đây là trọng tâm, do trọng tâm cho nên SM trên SE trọng tâm bằng 2/3. Đấy. Như vậy tới các em suy ra được MN sẽ bằng 2/3 của EF. Đúng nhá. Và như vậy MN sẽ bằng bao nhiêu? 2/3 EF, EF là A căn 2 trên 2. Vậy đó là A căn 2 trên 3. Cho đơn nhá. 2/3 EF. Như vậy là đáy là MN này, có chiều có cạnh là 2 A căn 2 trên 3 mà là còn hình vuông nữa. Suy ra diện tích của hình vuông MNPQ sẽ bằng A căn 2 trên 3 tất cả gì các bạn? Bình. Và sẽ bằng là 2A bình trên 9. Rồi, đấy là diện tích đáy, đúng không nhỉ? Ok, vậy là ta tính xong diện tích đáy nhá. Tiếp tục nào lớp ơi. Bây giờ em phải tính chiều cao. Chiều cao tức là khoảng cách từ O cho đến mặt phẳng này, đúng không? Các em nhận xét nhanh này. Do là mặt phẳng MNPQ chắc chắn là song song với mặt phẳng đáy, các cặp cạnh tương ứng đều song song mà, cho nên SO vuông góc với đáy thì SO cũng vuông luôn, đúng không? SO là cũng vuông luôn với cả mặt phẳng MNPQ. Giả sử thầy gọi cắt ở đây tại H chẳng hạn, thì cái chiều cao ấy, chiều cao từ O xuống MNPQ chính là đoạn OH đấy, đúng không? Chính là đoạn OH. Được chưa? Và theo cái tính chất, theo cái tính chất của trọng tâm nhá, vì tất cả cái này là trọng tâm mà, cho nên tỷ số 2/3 hết, thì cái đoạn OH này cũng sẽ bằng 1/3 đoạn SO. Cũng sẽ bằng 1/3 SO, chứng minh là quá dễ đúng không? Tính chất trọng tâm OH thì bằng 1/3 SO. Vì vậy là các em chỉ việc tập trung vào tìm SO thôi, SO thôi đúng không? Thế còn muốn tính SO thì ta tính như nào? Cái này thì mình đã làm khoảng mấy trăm nghìn lần trước công nguyên rồi đúng không? Muốn tính SO các em sẽ xét tam giác SOA. Đúng không nhỉ? Xét tam giác vuông SOA. Thì theo Pythagore này, các em có là SO bình cộng OA bình, SO bình cộng OA bình thì bằng SA bình. Như vậy suy ra là SO bình sẽ bằng căn của SA bình trừ OA bình. Và thay số nhanh nhá, nó bằng bao nhiêu? Căn của SA bình phương thì bằng A nhỏ đúng không? Cạnh A mà. OA thì là A căn 2 trên 2 thôi, đúng không? OA là A căn 2 trên 2 thôi. A căn 2 trên 2 mà bình lên là A bình trên 2. Như vậy SO cũng bằng A căn 2 trên 2. Rồi, như vậy SO thì bằng A căn 2 trên 2. Và tôi suy ra OH này, các bạn thay SO vào đây. Vậy OH sẽ bằng 1/3 nhân A căn 2 trên 2 và sẽ bằng A căn 2 trên 6. Ok. Và đó chính là chiều cao, đó chính là chiều cao của cái hình chóp này, đúng không? Xong, vậy có diện tích đáy, có chiều cao, các em tính thể tích cho thầy. Vậy V sẽ bằng 1/3 diện tích đáy đâu rồi? 2A bình trên 9 nhân với chiều cao là A căn 2 trên 6 nhá. Bấm máy nào. 1/3 nhân 2/9 nhân căn 2/6. Căn 2 trên 81. Rồi, A mũ 3 căn 2 trên 81. Ok. Và đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Đấy. Thì trên đây nó là cách làm của câu 39.
Thầy biết là những câu hình ấy thì các bạn cũng rất là ngại làm đúng không? Thậm chí còn ngại nghe nữa. Nhưng mà thế là các bạn cũng ngại đỗ đại học, cho nên là thầy cũng không có gì ngạc nhiên cả. Rồi thì thầy đã nói rồi, từ 39 đến 50 ấy, từ 39 đến 50 thì các em nhớ rằng là nó là những câu mình phải đặt bút thì mình mới làm được. Chứ còn đọc đầu bài ấy thì các bạn cũng không làm được ngay đâu, đúng không? Ok. Nào, tiếp tục lớp mình đến với câu hỏi số 40 nhá. Một câu hỏi về tiền. Năm 2014, một người gửi tiết kiệm được A triệu đồng và dùng số tiền đó để mua nhà. Nhưng thực tế thì giá trị ngôi nhà gấp 1,55 lần A triệu đồng. Người đó gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 6,9% một năm theo hình thức lãi kép và không rút. Đấy, cái quan trọng là không rút này để mình có được công thức, đúng không? Hỏi người năm nào người ta mua được nhà. Thế thì các bạn lưu ý là công thức lãi kép một lần không rút là công thức này đây. Này, nói thẳng với các bạn là câu này các bạn bảo dễ thì đúng là nó dễ thật, dễ vãi đái, đúng không? Thế nhưng mà xin lỗi thầy nói nhầm nha, lúc nãy là có ai nhập vào thầy nói đấy, nó rất là dễ vãi trường, đúng không? Thế nhưng mà để chứng minh được công thức này nó rất là dài rồi. Nào, bây giờ thì tổng số tiền cần mua này, tổng số tiền cần mua nó là 1,55A. Rồi, 1,55A thì bằng P này. P thì tức là số tiền ban đầu ấy, số tiền ban đầu là A triệu đồng. Lãi suất này, lãi suất là 6,9%. Rồi, tất cả mũ N. Đây là tổng số tiền cần mua này, đây là số tiền ban đầu đúng không? Tương ứng với T và P. A với A là đứt, như vậy đã có phương trình là 1,55 sẽ bằng 1 cộng 6,9% mũ N. Thì như vậy N ở đây bấm máy tính được, còn nếu không các bạn dùng loga đi. Loga cơ số 1 cộng 6,9% của 1,55. Đúng không các em nhỉ? Log 1,69%. Hello, 1 cộng 6,9%. Mấy cái 69 này mình bỡ ngỡ nên ấn toàn sai các bạn. Của 1,55. 6,568 đúng không? Như vậy N bằng 6,568. Đó. Thì đây là khoảng thời gian để có thể đủ tiền mua nhà. Đấy, như vậy là đến năm bao nhiêu? Đó là 2014 mà cộng với cả, nhiều bạn là các bạn cộng với cả 6,568 nhá. Thôi 2014 này cộng với 6,568 ấy. Đúng không? Thì bạn thấy là nó báo là 2020. Thì tất nhiên là bạn có những cái cơ sở như vậy. Nhưng mà bạn bảo là ừ, thầy ơi, năm 2020 là mua được nhà rồi, không cần phải đợi đến năm 2021 đâu, đúng không? Đấy, các bạn lập luận là thầy ơi, đến năm 2020 là đủ tiền rồi, thì không phải đợi đến năm 2021 đâu. Thầy mà khoanh đáp án C là thầy sai đấy. Đáp án đúng nó phải là đáp án A cơ. Tại vì đây này, 2020. Đấy, nhưng đúng thế thật. Đúng là đến năm 2020 là người ta đủ tiền thật, đúng không? Đúng là đến năm 2020 là người ta đủ tiền. Cái đấy là chắc chắn. Nhưng vấn đề là người ta không được rút tiền. Đây này, không được rút trước kỳ hạn nhá. Đấy, không được rút trước kỳ hạn. Cho nên là kể cả có đủ tiền ấy thì cũng không được rút tiền. Vì vậy là vẫn phải đến năm 2021 nhá. Tóm lại vẫn như bình thường làm tròn thành 7 nhá. Vậy đáp án là 2014 cộng 7, đúng không? Và bằng 2021. Thì các bạn phải hết sức chú ý về tình huống thực tế nhá. Bạn phải hết sức chú ý. Không được rút trước kỳ hạn, đúng không? Đúng là 2020 đủ rồi, nhưng mà người ta không cho rút, thế nó mới cay. Đến 2021 thì mới được rút. Đấy, nhưng mà thực ra các em cũng làm gì có tiền để biết đâu, đúng không? Các bạn đã làm gì được gửi ngân hàng, đúng không? Tiền ăn sáng còn chưa có. Bố mẹ cho 50.000 đi học thêm thì bây giờ 40.000 khao bạn gái rồi. Thế còn 10.000 làm cốc trà đá với cả điếu thuốc lào nữa là hết. Các bạn làm gì có tiền mà gửi. Cho nên là những cái bài toán thực tế này, thực ra ấy, thầy thấy là cũng không hợp lý lắm. Nó cho vào toán đại học thì hay hơn, đúng không? Lúc lên đại học các bạn có tiền rồi, đi làm thêm các bạn có tiền các bạn gửi. Để bảo học sinh cấp 3 bài toán thực tế là lãi suất ngân hàng thì thầy nghĩ rằng nghe chừng là ừ, học thì biết đấy, nhưng mà có bao giờ được dùng đâu, làm quái có tiền. Nào, tiếp tục câu hỏi số 41 này. Cho hình nón. Sao các bạn hay comment đáp án khác nhau ấy nhỉ? 41 lại có bạn comment B, các bạn comment C ấy nhỉ? Có chiều cao bằng 3. Nghe đồ. Làm gì có bạn gái mà cho á? Ừ, thế thì cho thầy nhá. Thế 40.000 các bạn cứ chuyển vào tài khoản thầy. Sau này lớn thì thầy sẽ, sau này lớn lên thì thầy sẽ giới thiệu bạn gái cho. Ui giời ơi, học sinh thầy nhiều nữ lắm. Các bạn thích ai thì thầy chỉ cho.
Một mặt phẳng alpha đi qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác đều. Thế thì như vậy đây nó là bài thiết diện qua đỉnh rồi các bạn ạ. Nó là thiết diện qua đỉnh rồi, đúng không? Thiết diện qua đỉnh. Thế thì mình phải vẽ hình như này. Đấy. Từ đầu năm thầy đã dạy các em rồi, thiết diện qua đỉnh các bạn phải vẽ hình như thế. Được chưa? Chung mấy câu tiếp tục nào. Góc giữa trục và mặt phẳng alpha, đây là mặt phẳng alpha là mặt phẳng SAB đấy đúng không? Mặt phẳng alpha mặt phẳng SAB. Góc giữa trục và mặt phẳng SAB thì bằng 45 độ góc giữa SO và SAB. Cái bài này mình đã nói rất là nhiều lần rồi, góc giữa SO và SAB thì nó là góc này. Cái này đã chữa khoảng rất nhiều lần, kể cả đề minh họa mình đã chữa rồi nha. Ai cũng biết nó là góc OSH đúng không? Cái này mình đã chứng minh nhiều lần rồi, cái này các em phải thuộc lòng thôi. Cái này thậm chí nó là lý thuyết của cái phần thiết diện đấy. Nó là góc OSH. Đấy. Được chưa? Và góc này là 45 độ. Rồi, góc OSH 45. Tính thể tích của hình nón đã cho. Tính thể tích của hình nón. Bây giờ để tính thể tích hình nón thì các em có công thức là thể tích hình nón bằng 1/3 PR bình nhân H. Đúng không? 1/3 PR bình phương nhân H. Đấy. Thế như vậy là phải tính bán kính và tính chiều cao. Trong đó thì chiều cao người ta cho rồi. Người ta ở đây tức là thầy. Đấy. Chiều cao cho rồi là 3. Vậy bây giờ các em có nhiệm vụ là tính bán kính thôi. Các bạn tính được bán kính là xong. Bán kính ấy thì nó là cạnh OB này. Các bạn phải tính được cạnh OB. Thế bây giờ làm sao để tính được cạnh OB nào? Bắt đầu cùng đi nhá. Đầu tiên ấy, tam giác SOH là tam giác vuông cân. SOH vuông cân do có một góc 45 độ vuông cân. Cho nên là OH, OH này cũng bằng 3, đúng không? Vậy OH là cũng bằng 3. Đấy, là yếu tố thứ nhất. Rồi. OH bằng 3 thì dẫn đến điều gì? OH bằng 3 dẫn đến SH các bạn ạ, dẫn đến SH. Thì theo Pythagore cũng trong tam giác SOH mà các em Pythagore thì các em sẽ được SH. Đấy. SH là 3 bình cộng 3 bình, nó là 3 căn 2. Rồi, SH sẽ bằng 3 căn 2 nhá. Theo Pythagore rồi. Đấy. Thế xong từ SH thì làm gì tiếp? Từ SH thì các em dùng thêm dữ kiện là thiết diện là tam giác đều này các em này. Dữ kiện là thiết diện là tam giác đều này. Tam giác SAB đều thì dẫn đến một chuyện là tam giác đều ấy thì chiều cao sẽ bằng cạnh nhân căn 3 trên 2, các bạn công nhận không? Chiều cao tam giác đều là SH thì bằng cạnh AB nhân căn 3 trên 2. Đấy. Mà SH thì bằng 3 căn 2 bằng AB, AB bằng căn 3 trên 2 nhân căn 3 trên 2. Như vậy tới các em suy ra được AB sẽ bằng bao nhiêu các em nhỉ? 3 căn 2 mà nhân 2 được chia cho căn 3. 2 căn 6, AB bằng 2 căn 6 à? Đúng nhỉ? AB bằng 2 căn 6 thì tức là cái chỗ HB sẽ bằng căn 6. Một nửa mà, vậy suy ra HB bằng căn 6. Và nếu HB bằng căn 6 thì trong tam giác vuông OHB, trong tam giác vuông OHB Pythagore thôi thì các bạn ra được OB nhá. Nào, tam giác này vuông tại 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 đây này, đúng không? Thế như vậy là 3 bình cộng 6 căn 6 bình tức là bằng căn của 3 bình cộng căn 6 bình, tức là 3 bình là 9 này. Cộng với cái chỗ này là căn 6 bình là 6 này. Nó là căn 15. Rồi, căn 15. Và đó chính là bán kính, OB chính là bán kính của hình nón. Và nếu có bán kính rồi thì các em tự tin là có thể tích 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao PR bình nhân H. Và nó bằng 15π. Vậy câu 41 này đáp án là B nhá. Rồi, một câu hỏi rất quen thuộc với các em thôi đúng không? Rất quen thuộc rồi. Rồi. Đây là câu hỏi số 41 này. Câu hỏi dễ đúng không? Chắc chắn là các bạn làm online. Tiếp nào, câu hỏi số 42 nào. Thế chắc chắn là nhiều bạn là các em có thể tự tin 40 câu đầu dễ, nhưng mà chưa chắc các bạn đã làm đúng hết 40 câu đầu đâu. Bởi vì là các bạn sẽ sai những, thường các bạn sai những câu rất là cơ bản. Bánh gì nhỉ? Bánh quá hết toàn lạc cả lạc. 42 nào các em. Bốn hai ta bờ lè á. Cô lập mờ cũng được. Nói chung ấy, những bài về tìm mờ ấy, đúng không? Những bài về tìm mờ thì các bạn có thể ta bờ lè, cô lập mờ ta bờ lè được. Mà thầy nghĩ là không nên, đúng không? Không nên.
Bài này cô lập được, cô lập cũng được nha. Rồi, nhưng mà thôi, bỏ qua cách cô lập nha, bỏ qua cách cô lập, tại vì cô lập mình làm nhiều lần quá rồi, đúng không? Đấy. Bỏ qua cách lập thì chúng mình đến cách đặt ẩn phụ thông thường, đúng không? Mình cách đặt ẩn phụ thông thường. Ở đây các em thấy là phương trình bậc 2 này, nó là phương trình bậc 2. Vậy các em đặt loga cơ số 2 của x bình cộng 4, bỏ qua cách cô lập nha, ta làm cách bình thường nha, bằng t. Điều kiện là gì các em? Điều kiện là gì? Đó là điều kiện t nó phải lớn bằng 2, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì bản thân log 2 của 4 đã là bằng 2 bố rồi. Các bạn công nhận không? Log 2 của 4 ấy thực ra là đã bằng 2 rồi, cho nên là log 2 của 4 cộng x bình thì phải lớn nó bằng 2. Vì vậy là phương trình nó trở thành là t bình trừ đi 2 lần m cộng 1t. M cộng 1t cộng 4 thì bằng 0. Rồi. Thế bây giờ thì làm thế nào để phương trình có đúng ba nghiệm? Các em phải lưu ý là ba nghiệm này là ba nghiệm x nha. Này, ba nghiệm này là ba nghiệm x. Thế bây giờ làm sao để có ba nghiệm x? Nhìn vào đây này, nhìn vào đây các bạn thấy là một nghiệm t ấy, do là x bình này, do là x bình, cho nên một nghiệm t ấy là thường sinh ra được hai nghiệm x, đúng không? Các bạn thấy là một nghiệm t là hay sinh ra 2x. Tất nhiên là có thể sinh ra được 1x, có thể sinh được 1x. Đấy là khi x bằng 0 đấy, đúng không? Thì sinh được 1x, nhưng mà do x bình cho nên là cứ một nghiệm t sẽ cho các em hai nghiệm x. Như vậy để có ba nghiệm x ấy, nào, để có ba nghiệm x thì phải có mấy nghiệm t các bạn? Mấy nghiệm t mới sinh ra được ba nghiệm x? À, sinh ra tối đa nha, tối đa hai nghiệm x. Như vậy là muốn có được ba nghiệm x thì em phải có hai nghiệm t, đúng không ạ? Vậy để có ba nghiệm x thì em phải có hai nghiệm t. Đấy, hai nghiệm t. Nhưng hai nghiệm t này ấy, thì sẽ phải có một nghiệm t lớn hơn 2. T lớn hơn 2 để đảm bảo là cái t lớn hơn 2 này sẽ sinh ra hai nghiệm x và một nghiệm t bằng 2. Thì bởi vì là nếu t bằng 2 thì chỉ sinh ra được một nghiệm x thôi, đó là x bằng 0 ấy, đúng không? Các bạn nhớ là khi t bằng 2, các bạn theo vào đây này, t bằng 2 chắc là x bằng 0 đấy. Thế như vậy là muốn có được ba nghiệm x thì em phải có được hai nghiệm t. Đấy. Trong đó là một nghiệm t dương, à t lớn hơn 2 để cái nghiệm t này sinh được hai nghiệm x. Đấy. Thế còn t bằng 2 sinh một nghiệm, được chưa? Vậy điều kiện để có hai nghiệm t là gì? Delta dương. Delta dương thì chắc chắn là có hai nghiệm t. Đấy. Tổng hai nghiệm t1 tổng hai nghiệm lớn hơn 4, đúng không? Rồi. Và phải có một nghiệm bằng 2. Đấy. Thì đây là nếu mà các em làm theo cách đặt ẩn phụ thì các bạn làm như này. Nhá. Nào ta giải từng điều kiện này, delta b bình trừ 4ac, b bình phương này. B bình phương trừ đi 4ac là trừ đi 16 lớn hơn 0. Như vậy là 4m bình cộng 4m trừ 15 lớn hơn 0. Thế thì mình ra được bao nhiêu đây? 44 trừ 15. Wow. Như vậy là m sẽ lớn hơn 3/2 và m sẽ bé hơn -5/2. Rồi. Điều kiện thứ nhất này. Điều kiện thứ hai, tổng hai nghiệm lớn hơn 4 trừ b trên a, trừ b trên a là 2m cộng 1 lớn hơn 4, tức là m sẽ lớn hơn 3/2. Đấy. Và điều kiện thứ ba là bắt buộc phải có nghiệm t bằng 2. T bằng 2 ấy thì các bạn để ý thấy rằng là thay 2 vào đây này. Các bạn thay 2 vào đây. Như vậy nó là 4 này trừ đi 2 lần m cộng 1 nhân 2 cộng 4 thì bằng 0. Vậy rút gọn đi thì em được cái gì? 4 cộng 4 ở chỗ này trừ 4m này, trừ 4m, 4 cộng 4 là 8, 8 trừ đi 2 thì là 6. Như vậy m bằng 3/2. Đó, m 3/2. Thế thì lúc này ấy, thế thì lúc này bây giờ mà kết hợp cả ba điều kiện lại, các em nhớ là nó phải xảy ra đồng thời ba điều kiện ấy. Thì bạn thấy rằng là không có giá trị nào của m đúng cho cả ba trường hợp này. Các bạn có công nhận không? Không có giá trị nào m, không có m đúng cho cả ba. Đúng không? Bây giờ m lớn hơn 3/2, m lớn hơn 3/2, m bằng 3/2, thế như vậy là không thể đúng cho cả ba được. Vậy đáp án đúng là đáp án D nhá. Đấy, thì những bạn nào mà các em cần học theo cái cách gọi là cách của lớp 12 ấy, đúng không? Thì các em chọn cách này. Thế còn những bạn nào mà các em dùng cách cô lập m table mà thầy vẫn hay dạy thì các bạn dùng nhá. Nhưng do là cách này ta đã làm nhiều quá nên ngày hôm nay thì không muốn chữa cách này. Mà thầy muốn chữa cái cách gọi là chuẩn chỉ của kiến thức hình giải phương trình của phương trình bậc 2 loga, đúng không? Đáp án D. Thầy biết là có thể có những bạn các em sẽ bắt đầu có những cái sự suy nghĩ về cái chỗ này. Thực ra chỗ này là chỗ rất là cơ bản thôi. Các em có thể
Tối nay các em trước khi ngủ các em vắt tay lên trán, các em nghĩ lại một lần nữa đúng không? Một tay vắt lên trán, một tay tua lại cái video này để xem là vì sao lại phải có hai nghiệm T mới sinh ra được ba nghiệm X nhá. Vì sao lại có hai nghiệm T sinh ra ba nghiệm X. Được chưa? Ok nhá. Tiếp nào, câu hỏi số 43. Nào, trong lúc đợi các bạn làm và comment đáp án câu 43 ấy, thầy sẽ làm bánh á. Miếng bánh á các bạn. Bánh này em chán thấy như bánh chuối sao ấy. Bánh chuối à? Ờ. Các cụ vẫn bảo là ăn gì thì bổ nấy. Ăn bánh thì bổ gì các bạn? Share video một phát. Gì? Ăn bánh bổ lươn á? Bổ lươn là bổ gì? Giả sử tập hợp nào, giả sử tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z là đường tròn tâm Y 01 bán kính bằng 2. Khi đó tập hợp điểm biểu diễn số phức V kép, đây là dạng bài rất phổ biến trong đề đại học đúng không? 2 năm thi đại học bài này rồi. Nhưng mà bài này nó kín hơn bài thi đại học tí. Đấy. Sao ăn bánh lại bổ chuối, bọn chúng mày bị dở à? Các bạn có bị làm sao về mặt ngôn ngữ không đấy? Ăn bánh lại bổ chuối. Này thi văn quá gì nữa. Rồi nào, Z thì là thuộc có quỹ tích là thuộc đường tròn tâm Y 01, còn bán kính bằng 2. Còn V kép lúc này ấy, cũng sẽ thuộc đường tròn đúng không? V kép cũng thuộc đường tròn, nhưng đường tròn có bán kính là mấy? Ừ, nhưng đường tròn có bán kính là mấy? Thế thì trước hết này, ta phải xét số phức Z đã. Xét số phức Z. Số phức Z này, cái này bài bạn phải học khá khá đấy. Do nó thuộc đường tròn có tâm là 01 và bán kính là 2. Thì các em để ý là cái phương trình đường tròn có tâm 0,1 nó chính là phương trình x trừ 0 tất cả bình cộng y trừ 1 tất cả bình đúng không? Thì bằng 4. Đấy. Rồi. Đây là phương trình này. Xong nó căn ra. Như vậy các bạn thấy rằng là căn của x bình cộng y trừ 1 tất cả bình thì bằng 2 đúng không? Mà các em phải suy ngược này, các em truy ngược này. Cái biểu thức căn của x bình cộng với cả y trừ 1 tất cả bình ấy, nó sẽ chính là modulus của Z trừ Y đấy. Các bạn có công nhận không? Modulus Z trừ Y, các bạn làm ngược mà xem. Các em làm ngược ấy, các bạn làm ngược. Đúng không? Z trừ Y thì chẳng phải là X cộng Y trừ Y à? Đúng chưa? Thì nó chính là X cộng với Y trừ 1 Y còn gì nữa? Đúng không? Nó chính là căn của X bình cộng Y trừ 1 tất cả bình đấy. Đúng không? Ta suy ngược thôi. Đấy, ta suy ngược lại. Rồi, như vậy là số phức Z của các em thỏa mãn điều này. Vậy số phức Z thỏa mãn điều này. Sao? Đấy là dữ kiện đầu tiên nhá. Sau đó thì theo lời thầy dạy đã rất nhiều rồi, những cái bài tập mà nó có đến hai số phức như này này, các bạn nên cô lập đúng không? Các bạn nên cô lập. Như vậy là V kép bằng 3 trừ 4 Y Z cộng 1. Mình sẽ cô lập Z để cho nó ra được cái modulus của Z trừ Y. Chuyển vế sang, bạn có V kép trừ 1 chia, chuyển 1 sang rồi chia cái này xuống đúng không? Chia 3 trừ 4 Y xuống này, 3 trừ 4 Y sẽ bằng Z. Đấy. Thế bây giờ các bạn để hình dung là ừ, thế thì để cho cái này nó có Z trừ Y ấy, thì em bắt đầu trừ Y ở hai vế. Đấy, các bạn bắt đầu trừ Y ở hai vế. Vậy modulus của A, V kép trừ 1 trừ 3 trừ 4 Y này, trừ Y thì bằng bên này là Z trừ Y. Đúng nha. Nào, quy đầu mẫu số này, V kép trừ 1 trừ 3, 3 đây là trừ 3 Y đúng không? Rồi, chỗ này đấy là cộng 4 Y bình, mà cộng 4 Y bình là trừ 4. Đấy, chia cho 3 trừ 4 Y sẽ bằng Z trừ Y. Vậy đây em có trên tử này, V kép trừ 5 trừ 3 Y trên 3 trừ 4 Y sẽ bằng Z trừ Y. Đăng nhá. Và bây giờ các em modul mấy vế đây đúng không? Đấy, modul lên, modul 2 vế lên. Vậy nếu các em modul 2 vế lên thì các em sẽ được này, modul của V kép trừ 5 trừ 3 Y chia modul của 3 trừ 4 Y thì bằng modul của Z trừ Y. Khi đó các em được là modul của V kép trừ 3 y trừ 5, modul 3 trừ 4 y tự bấm máy tính nhá, là bằng 5.
Còn module Z trừ Y mình đã chủ động mình biến đổi ở bên này rồi. Thì chỗ này nó bằng 2. Rồi. Thế thôi. Và như vậy nhân lên, các em được là module của V kép trừ 5 trừ 3 Y sẽ bằng 5 nhân 2 là 10. Ok chưa? Và khi đó thì các em thấy rằng là vậy tập hợp điểm biểu diễn. Chỗ này thì những bạn nào khá ấy, thì chắc là các em nhìn ra rồi. Nó là tập hợp điểm biểu diễn, nó là tâm Y 5, 3. Còn bán kính thì bằng 10. Ok nha, bán kính bằng 10. Vậy nếu bán kính bằng 10 thì đáp án đúng vào câu 43 này thì đã đáp án A rồi. Vì 10 nằm trong khoảng từ 8 cho đến 11. Rồi. Được chưa? Các bạn thấy đấy một cái câu hỏi mà thực ra là cũng rất là quen thuộc bởi vì nó thi hơi nhiều năm. Nhưng có chăng thì các bạn để ý một chút về cái việc suy ngược thôi đúng không? Ta suy ngược từ quỹ tích trở về phương trình mô đun. Ok. Rồi. Nóng thế nhỉ? Chắc là do bật điều hòa chưa đóng cửa. Đóng cửa rồi đó. Nào, 44 đi nhỉ? 45 sai, mai em chúc mừng sinh nhật thầy. Linh tinh. Các bạn biết sinh nhật thầy chưa? Mà thôi các bạn không chúc vào đâu, tại vì qua bố rồi. Năm sau rồi các bạn quên hết rồi gì á. Bốn bốn nó bán đi nhỉ. Một câu hàm hợp rất là quen thuộc, cơ bản đúng không? Xét hàm số y bằng f của x bình phương cộng 3x. Đấy, Lương Thế, Khánh Nguyên, Hồ Lê Bình đều là C cả. Vương Đức Duy cũng C. Ồ, 44. Hoàng Tú cũng C. Ồ, mấy bạn ở trước thì lại D. Sao tím xe bóng đá, làm tí làm gì có bóng đá nhỉ? Loan Trần cũng C. Ồ, 44C thật à? An Hà Trần 44D, Nguyễn Xuân Hoạt 44C, Nguyễn Thúy 44C, Nguyễn Thu Vân Anh 44C. Nhiều người chọn C phết nhỉ? À, có bạn Nguyễn Tài, bạn đã chọn cờ này. Dương Cường, Cường Dương 44D. Thế thì mình phải làm xem nhá. Đang có mối liên đang có sự khác nhau ở câu 44 này. Bạn chọn C, bạn chọn D nhá. Nào, để tìm được cực trị ấy thì em phải tính y phẩy, đúng không? Tính y phẩy. Y phẩy bằng bao nhiêu? FU đạo hàm là U phẩy nhân F phẩy U. U phẩy là 2x cộng 3 nhân F phẩy U. Rồi. Tiếp tục giải y phẩy bằng 0. Hai cái này nhân với nhau bằng 0 thì từng cái một bằng 0 các em ạ. Từng cái một bằng 0, tức là 2x cộng 3 bằng 0. Và F phẩy của x bình cộng 3x bằng 0. Ở đây ra được x bằng âm 3 phần 2 đúng không? X bằng âm 3 phần 2. Thế còn x bằng f phẩy bằng 0 khi nào? Thì các bạn thấy rằng là có 3 vị trí giúp cho f phẩy bằng 0. Đấy. Có 3 vị trí. Nhưng khi nói đến cực trị ấy, thì cái vị trí này là không cần thiết. Vì sao? Vì đây là vị trí mà f phẩy không đổi dấu. Vì vậy là không xứng đáng làm cực trị. Cho nên là các em có thể mạnh dạn các em bỏ qua thằng này được nếu bài toán là xét cực trị thôi nhá. Các bạn lưu ý này, nếu bài toán chỉ là yêu cầu về cực đại, cực tiểu, cực trị ấy, thì em có thể mạnh dạn bỏ những cái điểm mà nó không đổi dấu đi. Vậy thực ra f phẩy chỉ cần tính hai thằng này thôi. Đấy, thu gọn lại này, thu gọn lại thì các em sẽ có là chỉ cần f phẩy x thu gọn với cực trị thôi nhá, bằng âm 2 là được. À xin lỗi các bạn, khi u này, khi cái u này này bằng âm 2 là được. Đấy, f phẩy bằng 0 khi u bằng âm 2 và khi u bằng 3 nhá. Khi u bằng âm 2 và khi u bằng 3. Rồi. Đấy, f phẩy bằng 0 khi u bằng âm 2 và u bằng 3. Và như vậy thì em có x bằng bao nhiêu đây? Phương trình bậc 2 à? 1 3 2 x bằng âm 1 và x bằng âm 2. Rồi. Thế còn chỗ này ta có hai nghiệm rồi. 1, 3 và trừ 3. Nó là trừ, nó là 0,79 đúng không? Và nó là bao nhiêu? Trừ 3,79. Ok. Vậy thực ra là các em sẽ có 5 cực trị thôi đúng không? Bởi vì là các em có cho bằng 1 ý, thì sau này nó cũng sẽ không làm cực trị đâu.
Cho nên là các em thu gọn đi. Ta chỉ nói về cực trị thôi. Thì đây sẽ là những cái cực trị mà các em sẽ phải tìm. Đấy nha. Ok. Thế như vậy bây giờ ta vẽ bảng biến thiên nhá. Âm vô cùng, dương vô cùng. 5 nghiệm này thì nghiệm bé nhất là âm 3,79 này đúng không? Sau đó nghiệm tiếp theo là âm 2, sau nghiệm tiếp theo là âm 1, sau nghiệm tiếp theo là bao nhiêu? À đâu, âm 3/2 chứ, ta còn âm 3/2 đây này. Xong mới đến âm 1 và xong đến 0,79 đúng không? Như vậy ta có 5 nghiệm. Rồi. Thế bây giờ nguyên tắc xét dấu này. Nguyên tắc xét dấu thì các em chọn một khoảng đi, ví dụ thầy chọn x bằng 1 ở đây nhá. Đấy, thì chọn x bằng 1 đây này. Đúng chưa? Thế sau đó thì thầy bắt đầu gì các bạn? Thay vào f phẩy, ở x bằng 1 thì thay vào f phẩy, à, thay vào y phẩy nhá, tại vì thầy đang xét dấu của y phẩy mà các em. Y phẩy này. Như vậy y phẩy tại 1 sẽ bằng 1 mà thay vào đây là 5. Đúng không? 5 nhân với f phẩy tại 4. Đó, 5 nhân f phẩy tại 4. Mà bạn thấy không? Đây là 3 này, đây là x bằng 4 này. Như vậy f phẩy tại 4 thì mang dấu âm. F phẩy tại 4 mang dấu âm. Như vậy nó là 5 nhân âm, cái này là âm này. Và 5 nhân âm thì chắc chắn là âm. Vậy khoảng ngoài cùng là âm. Mà do các nghiệm này đều là nghiệm đơn nhé, đúng không? Đều nghiệm đơn cho nên là đổi dấu hết. Rồi. Vậy bảng biến thiên đã xong được dòng y phẩy. Và lúc này các em đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên và đi xuống, đúng chưa? Vậy khi đó thì nếu người ta hỏi về cực tiểu thì chúng ta có hai cực tiểu thôi, đó là đây, hai điểm cực tiểu. Và đáp án đúng của mình là đáp án D. Đấy. Ok, một câu hỏi rất là quen thuộc. Thực ra thì đề của thầy ấy thì câu nào cũng quen hết, nhưng cần phải hiểu rõ vấn đề. Kể cả những câu ở mức độ cơ bản, các bạn phải rất hiểu và phải nắm được. Nói chung là thầy cũng chả biết nói như nào. Đấy, thì tóm lại là câu này đáp án là D, đúng không? Nói nhiều. À, 44 thu hoạch nhiều gia cầm quá. Nào, tiếp tục câu hỏi số 45 nào. Một câu rất là dễ. Tóm lại ấy, là đề của thầy vẫn sẽ rất luôn tôn trọng đề của bộ. Tức là sẽ thật sự là khó hẳn trong 5 câu cuối. Thế còn khoảng 45 câu đầu ấy thì các bạn sẽ làm được, nếu các bạn cẩn thận và có kiến thức nền tảng thật tốt nha. Bộ luôn thế mà các bạn, bộ luôn thế mà. Chỉ có 5 câu cuối ấy, là được ra đề một cách gọi là feeling the beat thôi. Chứ còn các cái câu đầu nó luôn có một cái khuôn khổ nhất định. Nhưng vấn đề là các em có nắm được phương pháp nền tảng và các em có đủ sự cẩn thận từ lý thuyết cho đến cái nguyên phương pháp giải bài hay không thôi. Đấy. Thế nói như vậy thôi chứ còn nói thế thôi chứ còn thực ra là cũng khó đúng không? Nói thì bao giờ chả dễ làm. Câu 45 này. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thuộc khoảng từ 1 đến 20 để với mọi y thuộc khoảng này. Các bạn lưu ý là chỉ có x nguyên thôi nhá, chỉ có x nguyên thôi, còn y thì không cần nguyên. Thì rồi. Bài này các bạn để ý luôn này, về cái bất phương trình này ấy, thì bạn thấy là một cái là log x của y, còn một cái là log y của x, nên là ta biết thừa đặt ẩn phụ rồi. Tức là các bạn sẽ đặt cái này theo mẫu của đề minh họa rồi mà, thì làm một cái bất phương trình log tí, đặt log x của y bằng t. Thế nhưng mà những bạn nào mà các em học về loga nó tốt ấy thì các em nhớ này, ở trong loga nó có hai thành phần, đó là cái thành phần cơ số và thành phần này các bạn hay gọi là phần lõi đúng không? Hay gọi là phần ruột, phần lõi đấy. Thì khi mà phần cơ số ấy, khi mà một trong hai thằng lớn hơn một, ví dụ như trong bài này là x lớn hơn một này, và thằng còn lại thì nhỏ hơn một, các bạn lưu ý. Khi mà một trong hai thằng lớn hơn một và thằng còn lại thì nhỏ hơn một nhưng tất nhiên cũng phải lớn hơn không, thì chắc chắn là cái log này bị âm. Cái đây là cái kiến thức về log rất là tiêu biểu nhá. Khi mà hai phần nó đồng thời lớn hơn một hoặc đồng thời nhỏ hơn một thì cái log sẽ dương. Còn khi hai phần có một thằng log, có một thằng lớn hơn một còn một thằng bé hơn một thì cái log đấy nó sẽ bị âm. Đấy, như vậy là t âm. Thấy chưa? Nhớ điều kiện t âm. Đó. Thế lúc này thì cái bất phương trình nó sẽ trở thành là t lớn hơn 1 trên t. Log x của y là t thì log y của x sẽ là 1 trên t đúng không? Và ta giải này. Lúc này do các em biết chắc chắn là t âm rồi. Ồ chết rồi, t âm. Lag nha, t âm. Do biết chắc chắn là t âm rồi cho nên khi mà các em nhân chéo lên ấy thì thoải mái, chỉ cần đổi chiều thằng này thôi. Đấy, t bình nhỏ hơn 1.
Đúng chưa? Do t âm mà nhân tất cả với số âm thì đảo chiều bất phương trình thôi. Vậy chuyển vế các em sẽ được t bình trừ 1 nhỏ hơn 0. Vậy t sẽ chạy từ trừ 1 đến gì các bạn? Trừ 1 đến 1. Đúng chưa? T chạy từ trừ 1 đến 1. Nha. Hơn nữa là t nhỏ hơn 0 rồi. Vậy kết hợp lại thì đúng là t chạy từ trừ 1 cho đến 0. Do t nhỏ hơn 0 mà. Làm thế nào làm như thầy thằng ngày nhắc bài bạn gái kiểu gì ấy, ăn nói vô duyên. Có bạn gái bạn hỏi bạn Đại Dương là bạn làm như thế nào, thằng Đại Dương có trả lời là tớ làm như thầy. Thế thì này muôn đời ế thôi các bạn. Nào t thì là log x của y này chạy từ trừ 1 đến 1. Rồi tiếp tục đội mũ lên. Do x lớn hơn 1, cái này phải lập luận cho nó chắc này. Do x lớn hơn 1 cho nên khi các em đội mũ lên ấy thì nó sẽ không bị đảo chiều. Khi nó không, nó sẽ không bị đảo chiều bất phương trình. Thế thì x mũ trừ 1 này, x mũ trừ 1 là gì? X mũ trừ 1 là 1 trên x nha. Đội mũ này, x mũ trừ 1 là 1 trên x. Nhỏ hơn y và nhỏ hơn x mũ 0 là nhỏ hơn 1 nha. Đấy. Các bạn nhớ nha, do x lớn hơn 1 nên đội mũ lên nó không bị đảo chiều bất phương trình nha. Ok. Cái vế y nhỏ hơn 1 này ta không phải xét nữa, bởi vì đầu bài đã bảo thế rồi. Đầu bài đã bảo là y sẽ luôn nhỏ hơn 1 rồi. Thế như vậy là ta chỉ cần xét là y sẽ luôn lớn hơn 1 trên x thôi. Rồi, y sẽ lớn hơn 1 trên x. Vậy thì để với mọi y mà y luôn thuộc từ 1 phần 3 trở đi, tức là y luôn thuộc 1 phần 3 đến 1, thì các bạn thấy rằng luôn đúng nha, luôn đúng, thì 1 phần x không được nằm trong khoảng này đúng không? Y luôn luôn lớn hơn 1 phần x mà. Vậy 1 phần x phải từ 1 phần 3 trở về trước. Công nhận không? Để cho y luôn lớn hơn 1 phần x mà y thì luôn chạy trong khoảng này, thì x phải từ 1 phần 3 trở về trước, thì y nó mới luôn lớn hơn 1 phần x được. Rồi, và như vậy lộn ngược lên ta có x lớn bằng 3. Đấy, x lớn bằng 3. Vậy đây chính là kết quả của x. Thấy chưa? Thế còn bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên của x, thì kết hợp với cả từ 1 đến 20 nữa thôi. Vậy x lớn bằng 3 thì x sẽ lớn bằng 3 và nhỏ hơn gì các bạn? 20. Thì có bao nhiêu số nguyên trong này? Từ 3 cho đến 19 thì các bạn có 17 số nguyên, đúng không? 17 nguyên. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Rồi, chấm dứt những câu hỏi ở mức độ không khó nhưng không dễ, đúng chưa? Ok. Chỉ có bạn bảo Casio á. Casio thực ra thì cũng được. Nhà, bài này Casio được không? Bài Casio được nhỉ? Bấm máy. Thầy thấy mấy bạn bấm máy ở trên thì chắc là cũng được đúng không? Bấm được à? Thầy thử nhá. Chọn y bằng 1/3 đến 2 này, chọn giả sử ta chọn y bằng 0,5 nhá. Chọn y bằng 0,5 thì như vậy các em có bất phương trình là log x của 0,5 trừ đi log 0,5 của x đúng không? Lớn hơn 0 đúng không? Thầy chuyển vế này, chuyển vế này. Ừ, xong các bạn ta bờ le cái này. Ừ nhỉ, các bạn ta bờ le cái này để xem là có bao nhiêu giá trị nguyên của x lớn hơn không, đúng không? Có bao nhiêu giá trị nguyên của x lớn hơn không? Log x của 0,5 nhỉ. Đấy, trừ đi log 0,5 của x, đúng không? Ừ, cho chạy từ 1 đến 20 này. Ui, đẹp luôn. Ông nào ra đề mà khéo thế. Từ 1 đến 20. Và vì giá trị nguyên ấy, cho nên step sẽ là 1. Các số nguyên hơn nhau một đơn vị mà. Đấy thì chỗ này thì nếu mà các bạn phải chọn những giá trị mà fx luôn dương. Ở fx luôn dương là có những giá trị nào fx luôn dương? Dương 4 nó hết rồi. Thế như vậy là không đúng. Đúng không? Vậy thầy đã làm sai rồi, đúng không? Ồ. Đấy, thế thì bạn phải chọn số bé hơn rồi. Bạn phải chọn số 1 phần 3 rồi, đúng không? Bạn phải chọn số bé hơn. Như vậy cách bấm này của thầy là không đúng rồi. Ừ, có thể các bạn chọn y bằng cái khác ấy, đúng không? Các bạn chọn y bằng cái khác thì được. Các bạn chọn y bằng cái khác thì thầy nghĩ là ok đấy. Ừ, nhưng mà nếu mà chọn y bằng 0,5 ấy thì không được rồi, đúng không? Mất thời gian của các em quá. Đấy, chọn y khác đi, đúng không? Các bạn chọn cái khác là được. Thực ra thầy nghĩ là chọn y khác thì như nói chung là nó không tổng quát, đúng không? Nói chung nó vẫn là mò thôi. Ừ, nó vẫn là mò thôi, không được rồi.
Ừ, các bạn phải bấm nhiều lần. Ừ đấy, nói chung là bảo 30 giây ấy thì nó ám vào người đấy các bạn. Bớt 30 giây đi thôi, đúng không? Ok. Ta bờ le là gì? Hu hu em tấm chiếu mới trải. Thế thì em phải học lại tiếng Anh đi. Ta bờ le, học đến lớp 12 rồi, còn không biết ta bờ le là gì. Này, các bạn bấm à, khi mà em ấn mốt ấy thì nó sẽ hiện lên cho các bạn số 7 đúng không? Số 7. Ta bờ le. Số 6 nhỉ? Đáp án gì đây? Ừ, 30 giây, nếu mà bấm đúng số thì là 30 giây. Mà thầy đã bảo rồi mà. Nói cái gì nhiều ấy là nó hay ứng vào người ấy. Hôm buổi trước thầy bảo mà. Nói 30 giây nhiều là về sau là 30 giây thật đấy. Về sau lúc các bạn không còn dùng tablet nữa là các bạn sẽ bị 30 giây thật đấy. Lúc đấy thì lại phải hơi bị dở ấy. Nó ám vào người ấy các bạn. Chung các bạn làm bài các bạn cứ bảo là 30 phút đúng không? 1 tiếng. Đấy, thì sau nó ám vào người thì không sao. Mấy thằng là cứ 30 giây với cả 45 giây thì thầy nghĩ là hạn chế nhá. Hạn chế nó ám vào người. Câu hỏi số 46 là câu này khó không? Đáp án gì em ơi? F2 rồi. Khoái phết đúng không? Nào, xét hàm số f(x) nha. Bằng ax cộng b chia cx cộng d. Đầu thường ấy các em sẽ hay chọn về tiệm cận đứng và tiệm cận ngang chứ đúng không? Tiệm cận đứng này. Tức là có 3 yếu tố căn bản trong hàm phân thức. Có 3 yếu tố căn bản trong hàm phân thức, đó là tiệm cận đứng, tiệm cận ngang và giao với trục tung, đúng chưa? Tiệm cận đứng này, đó là x bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ d trên c đúng không? Cho mẫu bằng 0, x bằng trừ d trên c. Và tiệm cận đứng này các em thấy là x bằng 1, đúng không nhỉ? X bằng 1. Như vậy các em rút được là c sẽ bằng trừ d. Đó, d bằng trừ c cũng được nhá. D bằng trừ c hoặc c bằng trừ d tùy. Tiếp theo tiệm cận ngang nào. Tiệm cận ngang ấy thì là y bằng 2 đấy. Tiệm cận ngang thì các bạn thấy rằng là tiệm cận ngang nó là a trên c, như vậy là a trên c bằng 2. Vậy suy ra là a sẽ bằng 2c. Đó. A bằng 2c. Ở đây là d bằng trừ c được nhá. Tiếp tục này, còn một cái chi tiết nữa mà kể cả người ta không viết ở đây thì các em cũng nói, đó là các em phải set x bằng 0. Set x bằng 0 ấy thì f0, tại vì giao với trục tung cũng là một cái chi tiết rất quan trọng của hàm phân thức. Đấy. F tại 0 này, nó là b trên d, đúng không? Thay 0 vào đây này, f tại 0 là b trên d. Ở đây thì các bạn thấy rằng là 0 ở đây. Như vậy là b, đây là f0 này. F0 này thì theo dữ kiện nó lớn hơn 2. Rồi. Thì đấy là ba cái chi tiết. Nhá, đấy là ba chi tiết cố định ấy, thì người ta không bảo ấy thì các em cũng phải làm. Đấy. Thế còn bây giờ mình sẽ nốt cái dữ kiện còn lại này. F2 cộng F trừ 1 trừ 2 sẽ bằng F2, các bạn thay 2 vào đây. 2A cộng B trên 2C cộng D cộng với F trừ 1, thay trừ 1 vào đây. Trừ A cộng B trên trừ C cộng D và trừ 2. Đúng không? Bây giờ mình sẽ thay tất cả về ẩn C nhé. Các bạn để ý thấy tất cả về C này. D sẽ bằng trừ C mà A sẽ bằng 2C. Vậy thay vào đây. Nó thành là 4C này. A thì bằng 2C đúng không? A bằng 2C này. 4C cộng B chia cho. Cái này D bằng trừ C này. Các bạn để ý chỗ này là D bằng trừ C nhé. D bằng trừ C mà em thay vào đây thì 2C trừ C là còn C. Đúng nhá. Cộng với cả chỗ này là trừ 2A. Trừ 2C đúng không? A bằng 2C. Trừ 2C cộng B. Chia. D bằng trừ C. D bằng trừ C. Như vậy chỗ này trừ C trừ C. Trừ C trừ C thì bằng trừ 2C. Trừ 2. Đúng không?
Rồi. Bề nhà nữa nha. Tách ra. Tách ra nha, 4C trên C là 4 này, cộng B trên C này, trừ 2C trên trừ 2C. Trừ 2C trên trừ 2C được 1 à? Trừ đi B trên 2C. Rồi. Trừ 2. Ok. 4 cộng 1 là 5. 4 cộng 1 là 5. 5 trừ đi 2 là 3. 1 mà trừ đi 1 phần 2 thì là cộng 1 phần 2. Đúng không? Các bạn nhìn đuôi nha. B trên C này, 1 mà trừ đi 1 phần 2 ấy, thì chỉ còn là 1 phần 2 không? Rồi. Thì đây là kết quả sau khi ta rút gọn. Ừ. Đây là kết quả sau khi ta rút gọn cái này. Và người ta có nói đây là số nguyên dương. Là số nguyên dương. À, là số nguyên dương. Thế thì nếu là số nguyên dương thì nó sẽ thỏa mãn điều kiện gì? Nào. Nếu là số nguyên dương nó thỏa mãn điều kiện gì này? Thì tức là ấy, thằng này nó phải chia hết đúng không? B là phải chia hết cho 2C. Thì đấy là, thực ra gọi là chia hết thì cũng không đúng. Nói chung B chia 2C là phải ra số nguyên đúng không? B chia 2C là phải bằng số nguyên. Đấy. Và quan trọng hơn là B cộng 3 cộng B trên 2C, số nguyên dương thì luôn lớn bằng 1. Đấy. 3 cộng B trên 2C đều lớn bằng 1, nguyên dương mà. Như vậy là B trên 2C thì lớn được bằng âm 2. Rồi. B trên 2C lớn bằng âm 2. Ok. Rồi, đây là sự kiện này. B trên 2C là số nguyên và lớn bằng âm 2. Rồi, thế vấn đề là nó bằng bao nhiêu? Thì ta vẫn lại phải tiếp tục quay lại đây. Ở đây nó có một cái chi tiết nho nhỏ là D bằng trừ C nhá. Ở trên này có D bằng trừ C, bây giờ các em luồn lách các em thay vào đây này. Nếu D bằng trừ C mà các em thay vào đây ấy, thì B trên trừ C sẽ lớn hơn 2, đúng không? Tại vì D bằng trừ C mà. Vậy lộn ngược lại thì B trên C sẽ nhỏ hơn 2, âm 2. B trên C nhỏ hơn âm 2. Ừ, thế thì bây giờ thành 2C đi, chia 2 nữa đi. B chia 2C sẽ nhỏ hơn âm 1. Đấy, chia 2 vào cả hai vế nhá. Chia 2 vào hai vế. Vậy là B trên 2C nhỏ hơn âm 1, còn ở bên này do nguyên dương ấy, cho nên B trên 2C lại lớn hơn âm 2. Ồ, thế thì kết hợp lại là B trên 2C lớn hoặc bằng âm 2 và nhỏ hơn âm 1. Nhưng còn lại phải là số nguyên nữa, B trên 2C còn là số nguyên nữa. Vậy chứng tỏ là B trên 2C thì bắt buộc là phải bằng âm 2. Có đúng không? Đấy. B trên 2C là tất cả là bằng âm 2. Nha. Ok. Và như vậy thì các em được cái gì? Thế thôi. Và các em sẽ được B sẽ bằng trừ 4C. Rồi. Vậy là tất cả các ẩn các em đã đều đã biến theo C rồi. Đúng không? B bằng trừ 4C này. A thì bằng 2C này và D sẽ bằng trừ C. Tất cả đã theo C rồi. Vậy các em chốt Fx thôi. Như vậy là Fx lúc này sẽ bằng tất cả theo C nhá. A thì bằng 2C. Như vậy đây là 2CX. Cộng B này. B thì bằng trừ 4C. Trừ 4C. Chia cho CX cộng D. D thì là trừ C. Đó. Rồi, và kết quả là F2020 nhỉ? Sẽ bằng 2020 theo đây. 2 thôi chia tất cả cho C nhá, chia tất cả cho C này. Ừ. Tất nhiên là C phải khác 0 rồi, C khác 0 rồi đúng không? Thì như vậy nó bằng là 2x trừ 4 chia cho x trừ 1. Chuẩn chưa? Chia tất cả cho C mà. 2x trừ 4 chia cho x trừ 1. Vậy F2020 vào đây. 2 nhân 2020 trừ 4 chia cho 2020 trừ 1. Ừ. Ủa, đáp án quái thế nhỉ? À, đây, nhầm luôn thì cần bấm máy tính. 4036 chia 2019 đúng không? Như vậy câu 46 đó là B. Đấy. Rồi. 46 giả sử A bằng 1, tìm được tất cả các số khác luôn. Ừ. Thế à? Nhưng A bằng 1 ấy thì có chắc là nó là số nguyên dương không?
Nếu mà A là 1 thì có chắc đây sẽ là số nguyên không? Các bạn nhớ là A đúng là bằng 2 đấy, các bạn lưu ý nhá. A đúng ấy là A bằng 2 đúng không? Cho nên là nếu mà các em giả sử A bằng 1 ấy, nếu các bạn giả sử A bằng 1 thì biết đâu ấy nhá, sẽ có một bài nó không còn nguyên dương đúng không? Thằng Hồ Lê Bình lại còn bảo giả sử A bằng 2, lấy đâu ra cơ sở mà ông bảo giả sử A bằng 2? Lấy đâu ra số 2 đúng không? Tất nhiên là các bạn có thể đặc biệt hóa bài toán được đúng không? Các bạn đặc biệt hóa bài toán được thì đấy là cái mà các bạn có thể làm được. Thế nhưng mà vấn đề là ở đây là các em thấy rằng là các em chỉ có thể đặc biệt hóa ấy, nếu các em quan sát ấy, các bạn quan sát thấy rằng là ở chỗ này lên tận 4040. Cho nên là các bạn dự đoán đây là bằng 2, đúng không? Các bạn thử A bằng 1 là hơi dở đấy. Các bạn thử A bằng 1 thì là nó bị điên đấy. Các em nhìn đáp án đấy, các em nhìn đáp án thì các em thấy là nó lên tận 404 mấy, là gấp đôi này, nó gấp đôi 2020. Cho nên là các bạn nếu có giả sử thì phải giả sử A bằng 2, gấp đôi mà, đúng không? Gấp đôi ấy. Chứ giả sử A bằng 1 ấy thì các bạn thấy rằng là như thế là không được, đúng không? Đấy, rồi nhá. Thế còn nếu đáp án là cái này nằm trong khoảng nào ấy thì các bạn hết cả giả sử, được chưa? Bộ giáo dục kia, bộ giáo dục là học sinh thầy mà. Đang bộ giáo dục hay comment này này là học sinh thầy mà. Nó suốt ngày nó comment trong nhỏ. Bộ giáo dục và đào tạo. Ba người thích trang này. Ba người chắc là bộ trưởng với hai thứ trưởng. Nào, có 47. Đúng rồi, lấy đâu cơ sở bảo A bằng 1, đúng không? Bộ giáo dục đào tạo nói chứ yêu thầy Chí lắm. Ừ, thế thì nếu mà yêu thì ra đề giống hết đề này nhá. Cảm ơn nhé. Cảm ơn rất nhiều nhá. Nếu mà yêu thầy và yêu các bạn, đấy, thì hôm năm nay thì nhớ ra đề giống hết đề này nhá. Thế là thể hiện tình yêu một cách chân chính nhất đấy. Bộ trưởng với hai thứ trưởng chúng mày nói. Nào, tiếp tục à, câu hỏi số 47. Gọi S là tập hợp tất cả những giá trị nguyên, tóm lại là tìm M đúng không? Tìm M để cho hàm số trên đồng biến trên 1 đến dương vô cùng. Ok, hàm trị tuyệt đối. Câu này có rất là nhiều cách, thì mà cách mà thầy hay làm nhất ấy, cách mà thầy hay làm nhất đấy là thầy sẽ hóa trị tuyệt đối thành căn của A bình đúng không? Thầy vẫn hay làm là đây. Để đạo hàm cho nó dễ nhá, để đạo hàm cho nó dễ. Như vậy nó bằng căn của U bình. Được chưa? Ý đây. Bây giờ liên quan đến hàm số đồng biến này, liên quan đến hàm số đồng biến, khi nào hàm đồng biến? Đó là khi mình gì nhỉ? Y phẩy lớn bằng 0 đúng không? Ta sẽ tính y phẩy và sẽ cho y phẩy lớn bằng 0. Căn U đạo hàm là U phẩy trên 2 căn U nhá. Như vậy U phẩy tức là cả cái này phẩy này, cả cái cụm bình phương này phẩy này. Thì cái phần trong căn này mà phẩy ấy, thì U bình mà phẩy nó là 2U. 2U. Rồi nhân với U phẩy tức là cả cái này phẩy nó là trừ 4x mũ 3. Trừ 4x mũ 3 này, cộng 3m x bình, cộng 4m bình x. Đúng không? Đấy, trên 2 căn U. Dạ. Anh nhớ là phần ruột mà phẩy nhá, phần lõi này mà phẩy nó là 2U nhân U phẩy, đúng không? U bình mà là 2U nhân U phẩy. Và để hàm số đồng biến thì y phẩy đến lớn bằng 0. Rồi. Mà mẫu dương rồi, nhân tử dương. Vậy tóm lại là trừ x mũ 4 cộng m x mũ 3 cộng 2m bình x bình cộng m trừ 1 nhân với cả trừ 4x mũ 3
cộng 3mx mũ hình cộng 4m bình x. Rồi thì sẽ lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ 1 giờ vô cùng, đúng không? Đấy. Thế bây giờ là người ta bảo là cái biểu thức y phẩy này luôn dương khi x chạy từ 1 đến dương vô cùng. Khi nào thì tích hai cái luôn dương? Khi nào tích hai cái luôn dương thì trường hợp thứ nhất là cả hai cái cùng dương, đúng không? Cả hai cái cùng dương. Đồng thời này, cái ngoặc đầu tiên dương. Và cái ngoặc thứ hai cũng dương nốt. Đấy. Đồng thời luôn dương với mọi x thuộc khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Tuy nhiên, nhìn lại vào đây ấy thì ta mới thấy cái này không thể xảy ra được. Bởi vì là khi x tiến đến dương vô cùng này, các em học lim các em biết đúng không? Các em học lim hàm đa thức các em biết rồi. Lim hàm đa thức các em biết là khi x tiến đến dương vô cùng ấy thì cái lim này nó sẽ phải bằng âm vô cùng, bởi vì ta tính cái âm x mũ 4 này mà, đúng không? Âm vô cùng mà các em thay vào đây này, à dương vô cùng các em thay vào đây này, thì nó là âm của dương mũ 4 thì nó thành âm vô cùng. Thì nếu dương vô cùng mà thay vào đây thì chắc chắn cái lim này sẽ là âm vô cùng. Thì cái âm vô cùng thì làm sao mà dương được? Đấy, cho nên trường hợp này là không thể đúng được. Không thể đúng, đúng không? Chỉ có thể là sai thôi. Đấy, vì khi x tiến tới dương vô cùng thì cái lim này ấy, cái lim này thì sẽ luôn luôn bằng âm vô cùng nha. Âm của dương mũ 4 là bằng âm vô cùng. Mà âm vô cùng thì lớn hơn không, thế quái nào được. Cho nên là trường hợp này là không đúng. Vậy cả hai cái không thể đồng thời cùng dương được, đúng không? Cả hai cái không đồng thời cùng dương được. Mà cả hai cái nó phải đồng thời cùng gì các bạn? Cùng âm. Rồi. Vậy trường hợp 2 mới đúng. Cùng âm. Sao yên tĩnh thế nhỉ? Không có ai nói gì à? Rồi, cả hai này cùng âm. Thế hai cái này cùng âm ấy thì nó dẫn đến điều gì? Này, nó dẫn đến điều gì? Nếu các bạn nhìn kỹ ấy, thì thực ra thằng này, nếu gọi thằng này là fx thì thằng này chính là f(x) đúng không? Tại vì thực tế là cái thằng này này nó được sinh ra nhờ đạo hàm thằng bên cạnh mà. Thì tóm lại ấy, nếu các bạn gọi đây là fx nha. Đây là fx. Nếu fx mà bằng trừ x mũ 4 cộng m mũ 3 này này thì cái thằng dưới của nó chính là f(x). Có công nhận không? Đấy. Tại vì thằng dưới chính là đạo hàm của thằng trên mà. Như vậy ấy, thì mọi người có thể hiểu rằng là cái hàm số fx này này, đây là trường hợp mà cái hàm số fx này này nó luôn nhỏ hơn 0. Mà f(x) nhỏ bằng 0. Đấy. Thì tức là đây là một hàm số, vậy ta có thể nhận xét là hàm số fx là một hàm số mà luôn âm và luôn nghịch biến. Luôn âm và luôn nghịch biến. Đây chính xác là luôn nhỏ bằng 0 mới đúng. Luôn nghịch biến bởi vì f phải luôn âm mà. F phải luôn âm cho nên là hàm số này luôn nghịch biến trên khoảng này. Được chưa? Khi đó ấy, thì bắt đầu vẽ này. Các bạn bắt đầu vẽ đồ thị ra. Hàm số fx này. X chạy từ 1 đến dương vô cùng. Đây. Thì thằng này luôn nghịch biến do f phẩy luôn nhỏ hơn 0 cho nên hàm fx luôn nghịch biến. Và hàm fx luôn nghịch biến tức là hàm fx luôn chạy xuống. Đúng không? Và như vậy là điểm cao nhất của fx ấy chính là f1. Đấy, điểm cao nhất của fx chính là f1. Đúng chưa? Đó. Thế thôi. Thế thì khi nào sẽ xảy ra cái này? Đây. Hai thằng này ấy chỉ đồng thời xảy ra này, các bạn lưu ý. Là do cái thằng fx này nó luôn nhỏ hơn 0, tức là tóm lại luôn nhỏ hơn 0, cho nên là cái f1 này này cũng phải luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy. Vậy để điều trên xảy ra, điều trên là hai cái thằng này này xảy ra thì cái f1 này này nó là cái thằng cao nhất của fx ấy là cũng phải nhỏ bằng 0, khi và chỉ khi f1 cũng phải nhỏ bằng 0. Đó. Fx muốn luôn nhỏ hơn bằng 0 thì chính cái f tức là cái thằng cao nhất của nó ấy cũng phải nhỏ bằng 0, đúng không? Thằng lớn nhất là phải làm mẫu đã. Nó phải làm mẫu đã, đúng chưa? Thì những cái thằng ở sau ấy thì nó mới đi theo được. Vậy F1 nhỏ bằng 0. Ok. Rồi đây là Fx này, đúng không? F1 các bạn thay 1 vào đây. F1 vào đây là -1. -1 cộng M cộng 2M bình.
cộng m trừ 1 thì nhỏ bằng 0. Và như vậy các bạn được là 2m bình phương cộng 2m trừ 2 sẽ nhỏ bằng 0. Đấy. Khi đó ta bấm máy này. 2, 2 trừ 2. Rồi, như vậy là trong khoảng. Như vậy m sẽ lớn hơn bằng trừ 1,618 và nhỏ hơn bằng bao nhiêu nhỉ? 0,618 đúng không nhá? Và vì là m là giá trị nguyên đúng không? M là giá trị nguyên, như vậy các bạn lấy m bằng 0 và m bằng 1. Âm 1 đúng không? Có hai giá trị nguyên nằm trong khoảng này, m bằng 0 và m bằng âm 1. Và như vậy tổng giá trị đó là tổng giá trị là 0 cộng âm 1 và bằng âm 1 nhá. Đấy, tổng giá trị nó sẽ là âm 1. Tổng các phân tử mà thì là âm 1, đúng nhá. Đó. Thì có những bài là các bạn có những bạn các bạn bảo bấm máy tính bài này ấy, thực ra bấm máy tính bài này thì các bạn chỉ có mò thôi đúng không? Các bạn thấy là các giá trị nguyên của m thì các bạn bắt đầu mò, các bạn thử vào đúng không? Và mò dần, ví dụ m bằng 0 các bạn thay vào đây để xem nó có đồng biến không. Đấy, các bạn quét table này xem nó có đi lên không. M bằng âm 1 bạn thay vào đây này, quét table nó có đi lên không. Đấy, xong m bằng âm 2 này, các bạn quét table vào đây xem nó đi lên không. Nếu mà luôn tăng ấy là hàm đồng biến đấy các bạn. Xong m bằng âm 3 các bạn thay vào đây nó có đi lên không. Ừ, xong rồi m bằng 1 quét lên nó có đi lên không. Thì các bạn thấy là sau một hồi các bạn thử ấy, thì các bạn thử thấy là có hai giá trị m bằng 0 và m bằng âm 1 là khi các em thay vào đây là hàm số nó luôn đi lên, table nó luôn tăng. Thì các bạn kết luận là có hai giá trị đấy. Đấy, đúng không? Đấy. Thì đấy là cái cách mà các bạn định bấm máy tính. Thầy nghĩ thế. Còn các bạn có cách nào hay hơn thì các bạn thử bày cho thầy. Còn nếu mà các bạn mò ấy, mò giá trị, đúng không? Khi người ta nói là tổng giá trị nguyên ấy, các bạn mò. Thì các bạn thường các bạn làm thế. Nhưng tất nhiên nó chỉ đúng ấy khi mà nó ít m thôi, đúng không? Chứ ví dụ bài này nó có khoảng tầm 10 giá trị m thì cũng lâu ấy, được chưa? Các bạn có hiểu cái cách ý tưởng của mấy bạn định bấm máy không nhỉ? Các bạn có hiểu ý tưởng của mấy bạn định bấm máy không? Đấy, đó là các bạn cứ mò các số nguyên ấy, xong các bạn thay vào đây này. Các bạn cứ mò các bạn số nguyên bạn thay vào đây. M bằng 0 bạn thay vào đây, xong bạn table cái giá trị tuyệt đối này đi đúng không? Bạn table giá trị tuyệt đối từ 1 đến 10. Nếu hàm luôn tăng là luôn đồng biến. Bạn hiểu không? Đấy, các bạn hiểu không? Chắc các bạn không hiểu gì đúng không? Ừ, bởi vì tâm hồn các bạn nó vẫn rất là trong trắng, nó rất là thơ ngây. Ừ. Nguyễn Văn Linh, thầy ơi, x có lấy trừ 1 đâu? Ừ, x có lấy trừ 1 đâu? X có lấy 1 đâu? X có lấy 1 đâu? Thầy có lấy cái này đâu? Thầy có lấy cái này đâu? Ừ, thầy có lấy cái này đâu? Thằng này bằng 0 vẫn được mà. Thằng này bằng 0 thì fx nó vẫn nhỏ hơn 0 mà. Đúng không? Rồi. Rồi nhá, đấy là một cách, còn tất nhiên các bạn có nhiều cách khác nhá. Tất nhiên các bạn có rất nhiều cách khác thì thầy tôn trọng các cách của các em. Thì đây là một trong những phương án mà các em có thể xử lý với tính đơn điệu của hàm số mang dấu giá trị tuyệt đối nhá. Được không? Với số giá trị tuyệt đối nhá. Được nhá. Ok nhá. Rồi. Rồi. Khoai ở trong đề đó là câu hỏi số 48. Ô này thì năm ngoái trong đề thi. Rồi nhá, đấy là một cách, còn tất nhiên các bạn có nhiều cách khác nhá. Tất nhiên các bạn có rất nhiều cách khác để thầy tôn trọng các em. Rồi nhá, đấy là một cách, còn tất nhiên các bạn có nhiều cách khác nhá. Tất nhiên các bạn có rất nhiều cách khác để thầy tôn trọng các cách của các em. Thì đây là một trong những phương án mà các em có thể xử lý với tính đơn điệu của hàm số mang dấu. Nào, chúng ta bắt đầu với câu 48 này. Tính giá trị nhỏ nhất, đây. Cho x, y, z lớn hơn 1. Lớn hơn 1 thì đảm bảo là thằng log lớn hơn 0 này. Thỏa mãn x nhân y nhân z bằng 16 và cái này bằng 6 này. Tính giá trị nhỏ nhất, tóm lại là tính giá trị nhỏ nhất của P, đúng không? Thế thì bây giờ các em để làm được ấy, các em sẽ gọi nha. Các em sẽ gọi log 2 của x bằng a đi. Và cũng do là x lớn hơn 1 cho nên a cũng sẽ dương nha. Đấy, x lớn hơn 1 a dương. Tương tự là log 2 của y thì bằng b đi. B dương. Log 2 của z thì bằng c đi, c dương. Thế thì dữ kiện đầu tiên này, x nhân y nhân z, làm sao để ra được dữ kiện này? X nhân y nhân z tức là các em lấy ba thằng này cộng lại, log 2 của x cộng log 2 của y không? Cộng log 2 của z thì sẽ bằng log 2 của x nhân y nhân z. Đúng chưa?
Mà x trên y trên z thì bằng 16. Như vậy log 2 của 16, mà log 2 của 16 thì bằng 4. Mà ba cái này là ABC, vậy A cộng B cộng C sẽ bằng 4. Đấy là sự kiện đầu tiên. Nha, được cái thứ nhất. Tiếp theo này, mình có thằng này là ABC, như vậy các bạn có là A bình cộng B bình cộng C bình thì bằng 6. Đó. Như vậy bài toán này thầy sẽ đổi nó về bài toán mới. Đó là gì? Đổi nó về bài toán mới. Đó là cho ABC là các số thực dương, đúng không? Thỏa. Thứ nhất, A cộng B cộng C thì bằng 4. Thứ hai, A bình cộng B bình cộng C bình thì bằng 6. Và vấn đề bây giờ là tính giá trị nhỏ nhất của log x của 2. Đây này, log x của 2 thì sẽ là 1 trên A, đúng không? Tính giá trị nhỏ nhất của 1 trên A cộng 1 trên B và cộng 1 trên C. Rồi, tính giá trị nhỏ nhất thằng này dựa trên hai cái biểu thức ở trên này. Ok, bây giờ ta xét thằng P một tí nhá. Xét thằng P. P bằng 1 trên A này cộng 1 trên B cộng 1 trên C. Quy đồng mẫu số cho thầy đi. Mẫu số chung là ABC. Thế thì lúc này các bạn quy đồng thì các em có là AB cộng BC cộng CA, đúng không? Cái này thì cần quái đi, phải nhờ. Đấy, sau khi quy đồng lên BC này cộng AC cộng đấy, viết lại đây. Rồi. Thế tiếp theo này, các bạn để ý một tí nhá. Thầy sẽ làm song song nhá, thầy làm song song. Từ cái biểu thức là A bình cộng B bình cộng C bình, cái này là hàng đẳng thức rất đáng nhớ này. Nó bằng A cộng B cộng C tất cả bình trừ đi 2 lần AB cộng BC cộng CA, đúng chưa? Đây là hàng đẳng thức mà các bạn, đúng không? A bình cộng B bình cộng C bình bằng tất A cộng B cộng C tất cả bình trừ 2 lần AB cộng BC cộng CA, hàng đẳng thức thôi nhá, không có cái gì đâu. Mà A bình cộng B bình cộng C bình bằng 6. Đó. Trong đó A cộng B cộng C bằng 4, như vậy là 4 bình trừ đi 2 lần AB cộng BC cộng CA thì bằng 6. Vậy tụi em tính được AB cộng BC cộng CA thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 5. Đúng không? Tụi em 16 mà, 16 trừ đi 2 nhân 5 thì mới bằng 6 được. Đấy. 16 trừ 10 bằng 6, thế như vậy thằng này bằng 5. Vậy nó trùng với trên tử. Khi đó thì P sẽ bằng 5 chia ABC. Đó là cái biểu thức mà ta cần xét min. Đúng không? Thế nhưng bạn thấy rằng là khi cái biểu thức này có tử là hàng số rồi. Tử là hàng số, như vậy để biểu thức này min, P min, khi và chỉ khi là ABC phải mắc. Tại vì tử là hàng số mà, đúng không? Tử là hàng số thì mẫu nó phải lớn nhất thì cả phân số nó mới nhỏ nhất được. Vậy bài toán được đổi về là tìm giá trị nhỏ nhất của A nhân B nhân C nha. Tìm giá trị lớn nhất của A nhân B nhân C. Rồi, thế bây giờ làm thế nào tìm được giá trị lớn nhất của A nhân B nhân C? Đó. Thì mấu chốt nó nằm ở đâu? Mấu chốt nó nằm ở chỗ là chúng ta rất là quen thuộc thôi, chúng ta phải đưa nó về một ẩn. Kể từ 2 ẩn các em đưa về một ẩn, mà từ 3 ẩn em cũng đưa về một ẩn nhá. Thế bây giờ làm sao ta đưa về ABC về một ẩn? Thì đương nhiên là ta sẽ dựa vào những cái này. Thứ kiện thứ nhất này, bạn có là A cộng B cộng C thì bằng 4. Thứ hai là bạn có cái biểu thức lúc nãy này, AB cộng BC cộng CA thì bằng 5. Bây giờ thì thầy sẽ đưa tất cả về C nhá. Chỗ này với phương trình thứ hai này nhá, thầy sẽ biến đổi tí này. Bây giờ mình sẽ biến đổi tất cả về ẩn C đi. Rút AB theo C. Ở đây mình sẽ có là AB này cộng cho ai rút C ra ngoài nhân A cộng B. Hai thằng này nào nhóm với nhau rút C ra ngoài nhá thì bằng 5. Mà các bạn em thấy rằng là A cộng B lại bằng 4 trừ C không? Ở trên ấy, ở trên em có là A cộng B thì bằng 4 trừ C. Như vậy bạn thay vào đây, AB cộng C nhân 4 trừ C, đúng không nhỉ? Thì bằng 5. Vậy bạn rút được AB sẽ bằng là 5 trừ đi C nhân 4 trừ C. Đó là tích AB. Từ đây đúng không? Đó. Thế đó, đúng rồi. Bạn nhớ nhá. A cộng B bạn rút ở trên này này. Đúng không? Thế bây giờ em thay nó vào đây là em được P nó còn một ẩn này. A nhân B nhân C sẽ được thế bằng AB này, các bạn thế bằng 5 trừ đi C nhân 4 trừ C tất cả nhân C. Và sẽ bằng 5C trừ đi quá đi nhỉ?
cộng với C mũ 3 đúng không? C nhân C nhân C là C mũ 3 và trừ đi 4C bình. Thầy đặt biểu thức này là T nhá. Vậy biểu thức mà ta cần xét T max đó là C mũ 3 trừ 4C bình cộng 5C. Đây, các em phải tìm giá trị lớn nhất của biểu thức này. Bây giờ làm sao để tìm giá trị lớn nhất của biểu thức này? Em thấy là nó là hàm bậc 3 ấy. Nó là hàm bậc 3 thì cho nên là nếu ta không xác định được cái đoạn chặn của nó thì chắc chắn là nó sẽ vươn tới vô cùng, đúng không? Bởi vì đồ thị hàm bậc 3, các bạn hình dung đồ thị hàm bậc 3 nó đi nhảy mà. Đây đúng không? Thì lúc nào nó sẽ lươn lên dương vô cùng nếu nó không có khoảng chặn lại. Cho nên lúc này là cái lúc mà các em cần phải tìm được cái khoảng chặn của nó. Đấy, bạn cần tìm được cái khoảng chặn của nó nhá. Xem C nó dừng ở đâu. Thì ở đây nó có một mối quan hệ giữa C rất là hay này. Từ một cái hàm đẳng thức liên hệ giữa tổng và tích của AB. Chắc hàm đẳng thức này các em biết, A cộng B tất cả bình thì luôn lớn bằng 4AB. Cái này giải thích dễ đâu mà, đúng không? Cái này nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ A trừ B tất cả bình lớn bằng 0 đấy, đúng không? Thì các bạn phá dấu ra, đúng không? A bình cộng B bình trừ 2AB lớn hơn 0. Thì cộng cả 2B với 4AB nữa. Thì đấy, thì các bạn nhớ nhá. Từ đây suy ra đây. Đó, mà A cộng B có thể biến theo C. Các anh nhìn này. A cộng B biến về 4 trừ C. Như vậy là 4 trừ C tất cả bình lớn hoặc bằng 4 lần AB. Mà AB các bạn lại vừa mới, đây AB vừa mới xét là 5 trừ đi C nhân 4 trừ C. Lại thế vào đúng không? Vậy bây giờ ta nhân ra xem nào. Chỗ này các bạn nhân ra là 16 này trừ đi 8C này cộng C bình lớn hoặc bằng 20 trừ đi cộng với 4C bình. Và chỗ này là trừ đi 16C. Ok, vậy khi đó thì các em chuyển vế đổi dấu đi, em có là 3C bình phương này trừ đi 8C này cộng 4 rồi đúng không? Nhỏ bằng 0. Rồi. Bấm thử xem nào. 3 trừ 8 4. Như vậy C chạy từ 2/3 đến 2. Đó, C nó nằm trong khoảng này. Và đây là cái khoảng để các em xét. Đấy. Vậy là cái biểu thức này các em sẽ xét trên khoảng từ 2/3 cho đến 2. Nha. Rồi, thế thì bây giờ các bạn tìm giá trị nhỏ nhất của thằng T này là đơn giản rồi. Bây giờ ta sẽ tìm giá trị lớn nhất chứ. Tìm T max nhá. C mũ 3 trừ 4C bình cộng 5C trên khoảng từ 2/3 cho tới 2. Nào, tính y phẩy này, 3C bình phương trừ đi 8C cộng 5 cho về bằng 0. Vậy em ra được C bằng mấy? 1 và C bằng 5/3 nhỉ? 1 đúng không? Cả hai này cùng đều thuộc đấy. Cả hai này đều thuộc cái khoảng trên. Thế như vậy là các em sẽ phải thế 4 số liền. F2/3, F2, F1 và F5/3. Nào ta xem thằng nào thằng lớn nhất nha. Mình đang cố gắng tìm giá trị lớn nhất của thằng này. Đâu nhỉ? Đây, x mũ 3 trừ đi 4x bình cộng 5x can này 2/3 50/27 à, khoảng 1,851 này can 2 này đúng không, F2 này ra 2 can 1 này ra 2 và can 5/3 ra 1,851. Rồi, thế thì lúc này chứng tỏ là giá trị lớn nhất đạt tại khi C bằng 2 hoặc là C bằng 1, đúng không nhỉ? Rồi, vậy tóm lại là đạt, vậy thằng này đạt giá trị lớn nhất nhá. Vậy T max khi và chỉ khi C bằng 2 hoặc C bằng 1. Ok, bây giờ có C rồi thì ta làm gì tiếp ra AB đây? C rồi thì người ta bảo là đạt giá trị x0. Có C rồi, C bằng 2. Thì các em tính ra A và B à? Đâu ở dữ kiện tính AB ấy nhỉ?
Nào với C bằng 2 nhá. Thì A bao nhiêu nào? C bằng 2 mà em thay vào đây. Thì A mấy nhầm một thầy luôn nào. C bằng 2 mà bạn thay vào đây, tức là A cộng B sẽ bằng 2 này. Chỗ này là A cộng B bằng 2 này. Và C bằng 2 mà thay vào đây, tức là A nhân B thì bằng 1. À đúng không? À 1 cộng với cả 2 nhân 2 mà. Đúng không? Thì bằng 5, vừa tròn đấy, nhầm thôi. Thế thì A 1 và B 1. C bằng 2 thì A 1 và B 1. Mà người ta cần tìm x, y, z nhá. C bằng 2 các em thay vào đây là ra x, y, z này. C bằng 2, B 1, A 1 này. Đấy. Thế C bằng 2 thì dẫn tới là z sẽ bằng 4. A 1 thì z bằng 2. À đâu? X bằng 2 chứ. Và chỗ này là y sẽ bằng 2. Vậy cộng lại 4 cộng 2 cộng 2 là bằng 8, đúng không? Rồi, chúng ta là 8. Các bạn nào. Thế còn C bằng 1 thì sao? C bằng 1 mà em thay vào đây. C bằng 1 mà em thay vào đây thì A cộng B bằng 3. Tức là AB bằng 2. Ồ, trường hợp này có vẻ là không ổn lắm, đúng không? Tại sao nó có hai giá trị lớn nhất là mình có tính sai đâu nhỉ? À chết rồi, sai rồi. Sai nhá. Cho anh nhầm này. Nhầm tí nhá. Đó là thay vào đây các bạn thay vào đây này, x mũ 3 trừ đi x mũ 3 trừ đi 4x bình cộng 5x can này 2/3. Ừ, đúng rồi. Can 2 này. Can 1 này. Ừ, đúng rồi nhỉ. Lạ ghê. Thế còn với trường hợp bằng 1 à? Với C bằng 1, bây giờ ta phải làm nốt đi. C bằng 1 thì các bạn sao nhỉ? 1 mà thay vào đây thì A cộng B bằng 3. 1 mà thay vào đây thì AB sẽ bằng bao nhiêu? A cộng B bằng 3. AB bằng 2 à? A cộng B bằng 3 mà A nhân B bằng 2 thì đúng rồi, là AB như nào? Lẻ tơi bời đúng không? 1 và 2 đúng không? 2 và 1. À thực ra thì cũng thế. Tức là tính tổng đúng rồi. Nói chung trường hợp thứ hai này ấy, thì cũng ra A hoặc B bằng 2 và 1 đúng không? Tức là có thể A bằng 2, B bằng 1, A 1, B bằng 2. Nhưng nhìn chung lại ấy, nhìn chung lại thì vai trò là không hề thay đổi. Đấy. Hoặc là A bằng 1 hoặc B bằng 2, đúng không? Nhưng nhìn chung vai trò là không thay đổi, bởi vì là vẫn có cái cặp, vẫn có cặp 1 2 1 1 2 1. Thì cuối cùng là x, y, z tổng ấy, tổng x, y, z thì vẫn sẽ bằng 8 nhá, các bạn để ý. Tại vì cái này nó không thay đổi mà, đúng không? Với C 1 thì nó không hề thay đổi, vẫn là cái cặp 1 1 2 hoặc là 1 1 2, giống như trên này cũng là 1 1 2, cho nên là x, y, z không phải là không thay đổi. Vì vậy là trường hợp này cũng sẽ ra T bằng 8 mà thôi nhá. Cũng sẽ ra tổng giá trị này bằng 8 thôi. Đấy. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Bài này khá dài đúng không? Bài này khá dài. Rồi. Nghe này. Vừa rồi các bạn có nhận ra là đấy không phải là live stream không? Vừa rồi các bạn có nhận ra đấy không phải là live stream không? Chắc các bạn không nhận ra đúng không? Đấy, cái vừa rồi ấy, nó không phải là live stream đâu. Cái vừa rồi nó chỉ là một hình nhân thay thế thôi.
Cũng nhận ra à? Giỏi quá nhỉ. Thực ra ngay ở dịp này là gọi là gì? Thử nghiệm. Ừ, thử nghiệm. Để xem các bạn có phát hiện không? Có à, có phát hiện à? Thôi chết rồi, thế thì lần sau mình phải giả nó giống hơn mới được. Thực ra ấy, là chữa 50 câu ấy thì nó rất là mệt. Đấy, cho nên là chuẩn bị được câu nào trước thì chuẩn bị. Không, nó thật mệt lắm. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn vẫn tiếp tục theo dõi được, tức là nếu mà các bạn vẫn chăm chú theo dõi được thì tốt quá, đúng không? Thế còn nếu mà các bạn thấy rằng là phát hiện ra ô không phải thì thôi không sao cả. Nha, thôi nào tiếp tục câu 49 đi. Nha. Câu này hay đúng không? Câu này khó, 49 nào. Các bạn vừa rồi làm đề thi làm được câu 49 hay không? 49 đáp án gì nhỉ? 49 đáp án gì các bạn? Có ai làm được câu 49 hay không? Câu này có 3 số phức liền đúng không? Đây, 3 số phức liền. Z là 1, Z1 là 2, Z2 là 3. Rồi, Z1 thỏa mãn là module Z1 thì bằng 1. Z2 thỏa mãn thì module này bằng 1. Z3, đây gọi là Z3 đi đúng không? Thỏa mãn cái này. Rồi, tính cái này. Ở đây các bạn quan sát này, quan sát nhanh ấy thì cái bài này mình sẽ dùng hình học nhá. Bài này ba số phức này chắc là không bấm máy tính ở đâu, gần như chắc chắn đúng không? Thì nếu em dùng hình học ấy thì các bạn để ý thấy rằng là cái sự xuất hiện này này, cái sự xuất hiện của cái biểu thức này thì tức là ở đây người ta đang muốn nói, người ta đang muốn đề cập tới số phức 2Z1 chứ không phải là Z1 nhá. Các bạn lưu ý là ở bài này người ta đang muốn đề cập tới số phức, đó là số phức 2Z1 chứ không phải là số phức Z1 đâu. Vì vậy là những cái dữ kiện của Z1 ấy thì sau này nhá, các em nhớ là các em biến về 2Z1. Tại vì đây là 2Z1 và đây là 2Z1 thì chỗ này cũng nên cho 2Z1. Ok. Bây giờ ta xét từng dữ kiện một. Đầu tiên số phức Z này, với Z. Số phức Z nhá, thì các em có module của Z ngang cộng 4i bằng module của Z trừ 8 cộng 4i. Nhanh chóng rút gọn này xem này. Z ngang là x trừ y à? X trừ y thì chỗ này sẽ là x bình này cộng với cả y trừ 4 tất cả bình. Vì là tất cả các bạn đã học đến cái đã làm đến cái phần này ấy, thì thầy tin chắc là các em đều là những người có năng lực rất tốt, cho nên là chỗ nào làm tắt được thì chúng mình làm tắt với nhau, thông cảm cho nhau nhá. Được chưa? Thì bây giờ rút gọn này, x bình là hết này, y bình là hết này, đúng không? Vậy chỗ này nó thành là trừ 8y cộng 16. Trừ 8y cộng 16, còn chỗ này sẽ thành trừ 16x cộng 64 này cộng với cả 16y cộng 16 này, à cộng 8y cộng 16 này, đúng không? Thế chuyển vế sang, các em có 16x trở thành 16x trừ đi 16y, 16 đoạn đứt này thì bằng 64. Như vậy chia tất cả 16 thì x trừ y sẽ bằng 4. Đó. Như vậy ta có thể kết luận rằng là vậy điểm biểu diễn số phức, điểm biểu diễn Z thì gọi là điểm A nhá, sẽ có quỹ tích là thuộc đường thẳng. Thuộc đường thẳng. Đó là x trừ y thì bằng 4. Đúng không? Này các bạn phải công nhận với thầy. Rồi, thì đấy là về gì nhỉ? Dữ kiện thứ nhất này, xong rồi, ta tìm một quỹ tích. Bước đầu tiên trong phương pháp hình học ấy là phải là quỹ tích đã. Tiếp theo nào, ta nói về số phức Z1. Module của Z1 trừ 2 trừ 5y thì bằng 1. Này, module này bằng 1. Nhưng mà nếu để ý kỹ thì người ta muốn các em nhắc tới số phức là số phức 2 lần Z1. Vậy nếu các em nhân, bây giờ muốn có 2Z1 các em nhân cả 2 với 2 đi. Vậy nó là 2Z1 trừ 4 trừ đi 10y thì bằng 2. Và đây những bạn học khá, các bạn phải suy luận quỹ tích cho thầy nha. Như vậy là quỹ tích của số phức 2Z1 thầy gọi là điểm B nhá. Sẽ thuộc 2Z1 thầy gọi là điểm B nhá. Sẽ thuộc đường gì các bạn? Đường tròn đúng không? Nhìn đây bạn phải biết ngay nó là đường tròn. Đường tròn tâm Y1 đi. Y1 có tọa độ là 4, 10 và bán kính bằng 2. Rồi. Học khá là các em phải sưu được ngay đúng không? Học khá các bạn sưu được ngay. Tiếp tục này. Về thằng còn lại là Z2 trừ 1.
Như vậy đây các em sẽ được là, thôi suy luôn nhé, suy luôn này, điểm biểu diễn Z2, điểm biểu diễn Z2 là điểm C đi, thì suy ra C sẽ thuộc, đây cũng là đường tròn đúng không, đường tròn luôn. Có tâm là bao nhiêu? Y này, 1, 0 và bán kính bằng 1. Thì tóm lại là nếu mà các bạn đã là người sử dụng số phức câu điểm 10 ấy, thì chắc chắn là các em nhầm được chỗ này. Và bây giờ người ta yêu cầu gì? Đó là tìm giá trị nhỏ nhất. Đây này, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Biểu thức P bằng Z trừ đi 2 lần Z1 cộng với Z trừ đi Z2 min. Đúng không? Vậy thì ở đây theo lý thuyết về module ấy, theo lý thuyết về module thì các em thấy rằng là đây nó sẽ là điểm biểu diễn nối giữa, tức là nếu là ở giữa là trừ là hiệu đúng không, thì đây nó sẽ là đoạn nối giữa gì các bạn, số phức biểu diễn Z, điểm biểu diễn số phức Z và điểm biểu diễn số phức 2 lần Z1. Các em có gọi điểm biểu diễn của Z là điểm A, thì cái dấu trừ này các em cứ coi như là cái gạch nối, nối chúng vào. 2 lần Z1, 2 lần Z1 là điểm B nhá. Thì như vậy đây chính là AB, đoạn AB. Tiếp tục Z và Z2 thì tức là đoạn gì các bạn, AC, điểm này điểm A mà, điểm Z2 này là điểm C. Như vậy bài toán là khi mà AB cộng AC min, tóm lại là tìm khi mà AB cộng AC min. Đấy, khi AB cộng AC min thì cái này bằng bao nhiêu này? Này, cái này là cái gì? Cái này chính là đoạn BC. Thì BC bằng bao nhiêu? Đúng chưa? Rồi, vậy mấu chốt căn cơ của bài toán là cái này. Thực ra thì cái này ấy, thì những bạn học ở mức độ lực học cơ bản ấy, thì các bạn cũng suy luận được, đúng không? Các em có ở mức độ cơ bản thì các em cũng suy luận được bài toán đổi về hình học là bài toán đổi về như này. Nhưng vấn đề là bây giờ AB cộng AC min khi nào và lúc đó BC bằng bao nhiêu thì không phải là ai cũng có thể là nhìn ra. Đấy, thì bây giờ thì mình lại phải áp dụng cái thước Cute thôi. Nào, bây giờ cùng nhau làm nhá. Bài này có tận 10 đơn vị, nhưng mà thầy nghĩ 10 đơn vị thì mà vẽ đúng là 10 đơn vị thì chết đấy. Cho nên là mình sẽ vẽ. Thôi ngu rồi. Ngu rồi. Rồi, mình sẽ vẽ sang bên này nhá, coi như đây là cái chỗ chia nhá. Bây giờ vẽ đúng 10 đơn vị thì chết là cái chắc. Vẽ trục OXY sang bên này. Bài này mà ta dùng thước kẻ cm ấy, thì các em không thể đo được. Tại vì 10cm thì hết bố giấy. Nên là ta ước lượng vào nha, ước lượng rồi. Nào, đầu tiên này, quy tắc đầu tiên đó là đường thẳng y bằng x trừ 4. Y bằng, x trừ 4 bằng y. Cho x bằng 0 thì y bằng âm 4. X bằng 0, y bằng âm 4. Thôi âm 4 thì mình lấy là âm 2 nhá. Đây là âm 4 đi. Tiếp theo nào, y bằng 0 thì x bằng 4. Y bằng 0 thì x bằng 4. À, không được. Thế thì tí nữa bán kính có bé quá. Thôi kệ bố đi. Ơ, đúng nhỉ? Hai đây rồi. Rồi, thế là đây là 4 nhá. Rồi. Thế như vậy đường thẳng quỹ tích đầu tiên này, nó là đoạn này. Ok. Đây là đường thẳng y bằng x trừ 4 đúng không? Rồi, tức là cái điểm A ấy, điểm A trong bài này nó sẽ dao động ở trên đây. Tiếp à. Đường tròn tiếp theo, quy tích tiếp theo đó là đường tròn có tâm là 4, 10 và bán kính bằng 2. 10 à, 10 nó sẽ gấp. Nó sẽ là 5. Tít ở trên này cơ. Rồi, lấy thấp thấp đấy, 4, 10. Đây, đây là tâm y 4, 10 này. Và bán kính thì bằng 2. Thầy vẽ đại khái nhá. Rồi. Đấy, tâm y này tọa độ 40. Rồi, đây là điểm biểu diễn số phức B, đúng không? Và cuối cùng này, đó là điểm 1 0, tâm đường tròn bán kính bằng 1, tâm là 1 0. Đây. Bé bé xíu xíu thôi đúng không? Giống của mấy bạn đấy, còn không giống của thầy. Đấy. Rồi, đây là 10 nhá. Y2 đấy, đây là Y1 này. Ok. Vậy là ta đã vẽ xong ba cái quy tích rồi. Đúng không? Ba quy tích rồi. Bây giờ thì vấn đề là như này. Điểm A ấy sẽ là điểm thuộc đường thẳng. Điểm A là điểm thuộc đường thẳng, tức là các em sẽ xác định điểm A thuộc đường thẳng này, đúng chưa? Điểm B sẽ là thuộc đường tròn thứ nhất và điểm C là thuộc đường tròn thứ hai, đúng không?
B là thuộc đường tròn thứ nhất, còn điểm B là thuộc C được đường tròn thứ hai. Sao cho là AB cộng AC thì min. Tóm lại là bây giờ phải có một điểm thì lấy đại khái nhá, lấy đại khái nhá. Cứ lấy bừa đấy nhá. B bạn phải chọn ra một điểm A thuộc đường thẳng này. Đây điểm A thuộc đường thẳng trên. Một điểm B thuộc cái này, đúng không? Và một điểm C thuộc cái này. À một điểm B ở đây chứ đúng không? B ở đây chứ, C ở đây. Sao cho là AB cộng AC là min. Đấy, sao cho AB cộng AC min. Tìm vị trí của A và B khi mà AB cộng AC min. Được chưa? Tìm vị trí ABC để cho AB cộng AC min. Đấy. Thế những ai mà các em học cấp 2 tốt ấy, hoặc là những vừa rồi là các em có học cái phần điểm cực trị ở trong hình tọa độ OQZ ấy, thì các bạn thấy là cái bài toán kiểu này ấy, đúng không? Cái bài toán kiểu này là các bạn hay phải lấy đối xứng, đúng không? Cái kiểu mà các bạn thấy rằng là tổng min mà hai thằng lại còn cùng một phía với bờ là đường thẳng này. Các bạn còn nhớ cái dạng bài rất tiêu biểu từ năm cấp 2 lên đến cấp 3 vừa rồi các bạn học không? Khi hai điểm B và C cùng phía với đường thẳng, tức là bờ y bằng x trừ 4, thì để tổng đoạn thẳng min thì các bạn thường lấy gì các bạn? Đối xứng, có hiểu không? Đấy, các bạn lấy đối xứng. Tức là bây giờ các em sẽ lấy đối xứng điểm C hoặc điểm B nhá, thì tùy. Điểm C các em lấy đối xứng sang bên này. Có một điểm nữa ở đây thì gọi là điểm D đi. Lấy một điểm D đối xứng với điểm C. Tuy nhiên làm sao lấy được đối xứng khi mà cái điểm C này nó còn là điểm di động. Điểm C này còn di động bỏ bố lên được, thì lấy đâu ra điểm đối xứng cơ sở mà tìm điểm đối xứng. Đấy, các bạn có hình dung không? Bảo điểm C cố định cơ thì mới có cơ sở để tìm điểm đối xứng, chứ điểm C này còn di động mà, thì làm sao lấy được điểm đối xứng. Có những bạn lấy điểm C ở đây, đối xứng đây à? Cho nên là ta không lấy đối xứng điểm C, mà ta lấy đối xứng điểm Y này này. Các bạn sẽ lấy đối xứng điểm Y này. Đấy, nó là người ta gọi là phép đối xứng trục năm lớp 11 các bạn học đấy. Các em sẽ lấy đối xứng điểm Y nhá. Đây, Y vào đây 1cm này, vuông góc này. Đấy. Thì các bạn được một điểm Y3 đi. Điểm Y này là 1,0 cố định nhá. Thì các bạn lấy điểm Y3 này. Thì khi đó ấy, có thể cá với các em rằng là gì? Nếu điểm C thuộc đường tròn tâm Y2 thì điểm D mà đối xứng với điểm C ấy, thì điểm D này cũng thuộc đường tròn có tâm là Y3. Đấy, chắc chắn với các bạn luôn. Cái này nó thuộc bài toán phép đối xứng trục học năm lớp 11, đúng không? Đấy, tìm ảnh của một đường. Rồi, như vậy là điểm D ấy, nếu đối xứng với điểm C thì điểm D này sẽ thuộc đường tròn tâm Y3 này. Ok chưa? Thì vấn đề ở đây là các em phải đi tìm, vấn đề là đi tìm tâm Y3. Tâm Y3. Cái tâm Y3 này là cái tâm mà đối xứng với tâm Y2. Đối xứng với tâm Y2 có tọa độ là 1,0 qua đường thẳng y bằng x trừ 4 nhá. Qua đường thẳng y bằng x trừ 4. Thế thì những ai ở đây ấy mà đã là đây, mà đã là những người săn điểm 9 điểm 10 ấy, thì việc các em tìm được một điểm đối xứng với một điểm qua một đường thẳng ấy thì nó là kỹ năng rất là đơn giản. Năm lớp 10 ấy, trẻ con cũng làm được, đúng không? Bài tìm điểm đối xứng các bạn học ở đâu cũng có. Thế cho nên là để tiết kiệm thời gian nhá. Tiết kiệm thời gian tại vì cũng hết giấy mất rồi, thế hết giấy rồi. Giấy giảng dụng cả tóc rồi này. Tiết kiệm thời gian đấy thì thầy sẽ nhẩm luôn cái Y3 này nhá. Có được không nhỉ? Chắc chắn là các bạn làm thôi, đúng không? Sao cá thế thì em không dám mà. Đấy. Rồi, Y3 ấy thì sau khi lấy đối xứng các bạn vẽ đối xứng đúng này thì đây nó sẽ là 4 này, hoành độ là 4 này. Chỗ này là -3 đấy, 4 -3. Rồi, thì đấy là điểm Y3. Thế nhá, còn chỗ này nhắc lại một lần nữa là nó là cái rất dễ và rất cơ bản. Đã săn điểm 9 điểm 10 thì việc lấy đối xứng, tìm đội điểm đối xứng qua đường ấy chắc chắn là các bạn làm được. Các bạn tìm H là trung điểm ở đây đúng không? Xong các em lấy công thức trung điểm, các em đập sang đây. Đấy, thế thôi nha. Ok, như vậy là điểm D này này thì luôn thuộc cái đường tròn có tâm Y là 4 và -3. Đó. Vậy lúc này AB cộng AC min khi nào? Nào, AB cộng AC min khi nào? AB cộng AC thì theo bài toán đối xứng cơ bản này, theo bài toán cực trị điểm cơ bản thì AB cộng AC thì lúc này sẽ bằng AB cộng AD. Có đúng không? Sẽ bằng AB cộng AD. Bởi vì AC bằng AD mà, do lấy đối xứng, do AC đối xứng với AD. Đấy. Đúng chưa? Rồi, thế còn AB cộng AD đối xứng khi nào? Thì A nó min khi nào? Đây là phải min này. Đây là min này. Thì bài toán này cũng rất cơ bản rồi. AB AD min mà B và D là hai điểm trái phía với bờ thì nó sẽ đúng khi mà nó gì các bạn? Thẳng hàng. Đúng chưa? Đấy. Khi ABD thẳng hàng, tức là A ở đây.
Như vậy nó sẽ bằng BD. Đấy. Min khi ABD thẳng hàng. Rồi, ABD thẳng hàng, được chưa? Nhưng BD min khi nào? BD ở đây vẫn chưa min đâu các bạn. BD đây vẫn chưa min đâu, bởi vì các bạn phải lưu ý là C thay đổi ấy thì D vẫn thay đổi nhá. C đang thay đổi thì D vẫn thay đổi, chứ D không phải điểm cố định đâu. Cho nên là D này còn di được. Thế theo các bạn là D, cái B di động, D di động. Nhưng B nó thuộc đường tròn này, còn D nó thuộc đường tròn này thì BD min khi nào? BD min khi nào? Thì các bạn thấy rằng là một điểm thuộc đường tròn trên và một điểm di động thuộc đường tròn dưới ấy, mà muốn min ấy thì bắt buộc nó phải nằm ở vị trí nối giữa hai tâm. Nhất là khi tâm nó còn đang vuông móc thẳng xuống đây này. Đây. Thì cái đoạn BD ngắn nhất ấy nó phải là BD như thế này, đúng không? Các em nhớ B còn di chuyển, D còn di chuyển, nhưng do B và D cùng thuộc các đường tròn như này, cho nên là BD sẽ min khi nó ở vị trí thẳng hàng IB. Đấy. Vậy D min, BD min khi và chỉ khi là I này, I1 này, B, D và I3 là thẳng hàng. Chứ nó không giống bài toán thông thường. Bài toán thông thường D cố định ấy thì em sẽ không dịch chuyển nữa, B cố định không dịch chuyển nữa. Nhưng ở bài toán này B vẫn di chuyển, D vẫn di chuyển, cho nên vẫn phải di tiếp đến khi nó min thì thôi. Đấy. Ok, thế như vậy là BD đây, đúng không? Cho đơn nha, BD đây. Đấy. Rồi, vậy BD chính là đoạn min. Và bây giờ em tính BD, BD thì tính dễ quá đúng không? Ở đây các bạn thấy rằng là cái đoạn Y này này, Y này là 40 này đúng không? Đoạn này là 4 âm 3 này, thế như vậy chỗ này là 10 này, chỗ này là 3 này. Như vậy đoạn Y1 này là bằng 13 này. Ta có này, đoạn Y1, Y3 là bằng 13 đấy đúng không? Thì đoạn này là 10 mà, Y này bằng 10 này, còn Y này bằng âm 3 không? Thì chỗ này 10 cộng 3 là 13 này. Tiếp theo là đoạn bán kính này bằng 2 này, IB, Y1B thì bằng 2 này. Còn cái đoạn bán kính nhỏ thì bằng 1 này, bởi vì nó cùng bằng bán kính của cái thằng đối xứng sang. Tức là I3D thì bằng 1 này. Như vậy suy ra BD, BD là cái min mà mình cần tính ấy, bằng 10. Đấy. Như vậy là biểu thức AB cộng AC min sẽ bằng gì các bạn? Sẽ bằng 10 nhá. Được chưa? Vậy nếu yêu cầu tính giá trị nhỏ nhất của AB cộng AC thì nó sẽ bằng 10. Ok. Nhưng nếu mà các bạn khoanh vào đáp án 10 ấy, thì không đúng. Bởi vì là bài này họ không hỏi đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu. Đúng không? Họ không hỏi đạt giá trị nhỏ nhất. Họ lại hỏi là nếu khi nó nhỏ nhất ấy thì cái này bằng bao nhiêu cơ. Thế cho nên là câu hỏi vẫn chưa kết thúc. Vậy khi BD bằng 10 ấy thì BC bằng bao nhiêu? BC bằng bao nhiêu? Đấy. Thì bây giờ BC min à, BC sẽ bằng bao nhiêu? BC bằng bao nhiêu? Đấy. Vậy lúc này BC bằng bao nhiêu? Đấy. Thì bây giờ lại phải tính BC nữa đúng không? Khó quá đúng không? Lại phải tính BC nữa thì bây giờ làm sao tính BC đây? Rồi. Sao tính BC đây? Đấy. Các bạn thấy nó gian nan không? Phải cả gian nan đúng không? Sao tính được BC? Đấy. Và C nó ở đâu? Lúc này C nó ở đâu? C nó ở đâu đây? Đúng nha. Đấy. Thế thì nó còn dở ở chỗ đấy. Thế bây giờ nha nhá. Vẫn còn nữa này. Thế bây giờ các bạn sẽ phải tính BC ra bằng cách là rất hay. Bằng cách rất hay này. Do BD này, các bạn lưu ý này. Do BD là đang thẳng hàng với cả Y1 đúng không? Mà đoạn này đều là x bằng 4 không? Cho nên đây là đường thẳng x bằng 4 này, vuông góc và trục hoành này. Đấy, vuông góc và trục hoành này. Bây giờ các bạn sẽ tính cho thầy góc. Các em có phương trình đường thẳng này là x bằng 4 nha. Còn phương trình đường thẳng này là Y bằng x trừ 4 này. Thì em dựa vào hai vector phát tuyến đây là bao nhiêu? 1, 0. Và vector phát tuyến đây là bao nhiêu? Vector phát tuyến này là bao nhiêu nhỉ? 1, âm 1. Thì dựa vào hai vector phát tuyến của hai đường này, các bạn sẽ tính được cái góc của hai đường thẳng này là góc 45 độ. Đấy, góc này góc 45 độ. Được chưa? Rồi. Thì nếu đây là 45, thì góc này sẽ là 135. Đúng không? Giao giữa... Ủa, thực ra vẽ này thì khi thẳng hàng ấy thì cái thằng điểm A ở đây nó bằng 224 mất rồi. Thế thì cái này lại không cần phải tính rồi. Lúc này BC thì lại dễ quá. 45 này đúng không? 135 này. À đâu? Nhầm đúng nhỉ? Đây 45 này, đúng rồi, đây 45 này, đây 135 này, đúng rồi. Đấy. Thế thì 45 này đối đỉnh là 45 này. 135 này, chỗ này 130 này. Rồi.
Thế thì chỗ này sẽ là bao nhiêu? Đoạn này là bằng bao nhiêu? ACBD. Ừ. 45. À, đoạn này cũng bằng 45 nốt này, tại vì đối đỉnh với góc này, đúng không? Đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đoạn này 45 nốt này. À đâu? Cái C này. Thực ra mình có thể dự đoán được là để cái BC này khi mà cái này min ấy thì C nó sẽ xuống đây này. Nhỏ nhất mà. Đúng không? AC nhỏ nhất và AB nhỏ nhất mà. A nó ở đây rồi. A nó ở đây thì AB với AC nhỏ nhất thì C nó phải ở đây. Thì cái này ui, thế thì chả phải tính các bạn ạ. Thế khỏi phải tính góc 45 đi. Các bạn tính góc 45 thì cũng được. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng là khi AB và AC min ấy, khi mà các em xác định B ở đây rồi, A ở đây rồi thì C nó ở đây bố luôn cho nhanh này. Đấy, C đây bố luôn này. Thì nó min mà. AB min đây, AC min đây. Thế thì BC min là đây. Đỡ phải tính không? BC min đây. Ờ. Thế đoạn này là bao nhiêu? Chỗ này là bao nhiêu nhỉ? Chỗ này nó là từ B vào đây là bao nhiêu? Chỗ này là 10 này, chỗ này là 8 này. Ờ, chỗ này là 8 này. Cái đoạn BD này là 8, còn lại A vào đây đấy, A vào đây đấy, đúng không? Đây là 8, đây là A nhá. Đây là 8 này, còn đây về đây là 2 này đúng không? Do từ đây về đây là âm 3, à là 4 này. Mà đoạn này là 2 mất rồi. Thì đây sẽ là 2. Thế thì cái đoạn này nó bằng 2 này, còn đoạn này nó bằng 8 này. Vậy Pythagore thì chỗ này sẽ là đấy. Vậy suy ra lúc này thì BC ấy sẽ bằng là đây bình cộng đây bình là bằng AB bình cộng AC bình. Và nó bằng căn của 64 cộng với cả 4 là bằng căn 68. Và căn 68 thì bằng bao nhiêu? 217. Ờ, 217. Đấy. Thế nhá. Đây nhá. Yeah. Đấy nó, tại vì là các bạn hình dung ấy, khi mà cái thằng D nó về đây ấy, đúng không? Mà thằng C đối xứng với thằng D mà. Các bạn cứ hình dung này, D nó về đây rồi đúng không? Thì đây nó chả là 2 à? Thì C đối xứng với D ấy thì nó về đây là 2 4 còn gì nữa đúng không? Khi mà muốn min thì nó về đây này. Đây các bạn hình dung hai thằng này đối xứng nhau cơ mà các em. Đúng không? Thì thằng D nó ở đây rồi thì thằng C nó chả ở đây à? Và nó ở đây thì nó chả là bằng 2 à? Tại vì đây là 2 rồi thì đây cũng phải là 2 chứ, đúng không? Còn thằng này thì nó luôn là 8 rồi thì không phải tính gì nữa, không phải tính gì 45 49 này nữa nha. Rất đơn giản rồi, D nó ở đây rồi ấy thì C nó đối xứng nó phải ở đây, tương ứng mà 8 cộng đấy. Ok. Được chưa? Khó nha, khó không? Đấy. 50. Lên được bao nhiêu lâu nhỉ? 9 giờ mà đến 11 rưỡi à? Uầy, gần 3 tiếng rồi á. Nào, câu 50 nào. Trong mặt cầu S1 có tâm là 211 bán kính bằng 4. Trong mặt cầu S2 có tâm là 215 bán kính bằng 2. Mặt phẳng P là mặt phẳng thay đổi nhưng tiếp xúc với cả hai mặt cầu. Rồi. Một mặt cầu to này và một mặt cầu bé hơn này. Mặt cầu này có là 211. Mặt cầu bé hơn này là bao nhiêu? 215. Đấy. Ờ, câu này trong đề tự luyện của thầy nhưng mà do là cái trong đề tự luyện thầy chữa nó chưa được thông minh cho nên ngày hôm nay thì thầy sẽ chữa lại cái đề tự luyện này một lần nữa cho các bạn trong nhóm luôn nhá. Cái này là đề tự luyện số 6 ở nhưng mà cái lúc mà thầy chữa đề đấy ấy, là thầy chưa thông minh. Đấy. Còn bây giờ lớn rồi nó phát hiện ra là mình rốt quá. Hôm nay thầy chữa lại cái đấy một lần nữa cho các bạn có kinh nghiệm. Tại vì đây là những cái kinh nghiệm là min max rất là nhiều năm. Đề minh họa, đề thi thật hay là đề minh họa của bộ ấy thì cũng có rất nhiều những cái nhóm bài kiểu như thế này. Thế cho nên là thầy giảng lại một lần nữa, đúng không? 4 này. 2 này, đúng không? Thế bây giờ thì đây là vuông này, đây là vuông này. Rồi, bây giờ người ta hỏi là tính giá trị nhỏ nhất từ O 0,0,0 đến mặt phẳng P. Đấy. Thế bây giờ ta sẽ lập phương trình mặt phẳng P đã nhá. Các bạn lập mặt phẳng P đã. Thế thì bây giờ như này, muốn lập mặt phẳng P các bạn kéo dài đây cho thầy nhá. Rồi, thì gọi là điểm M nhá. Thì bạn thấy rằng là do một cái là khoảng cách là 2 còn một cái khoảng cách là 4,
và song song với nhau vì cùng vuông với mặt phẳng P mà. Thế thì theo Thales ấy thì các em sẽ có là do đây bằng một nửa cho nên là MJ cũng bằng một nửa của MI. Như vậy suy ra J là trung điểm của MI. J là trung điểm của MI. Và như vậy suy ra điểm M sẽ bằng 2 lần điểm J trừ điểm I đúng không? 2 lần điểm J là 4 2 10 này. Công thức trung điểm thôi. Trừ đi I, I là 2 1 1. Và như vậy nó sẽ bằng 2 1 9 đúng không? 2 1 9. Rồi. Như vậy là điểm M thuộc mặt phẳng P là 2 1 9. Được chưa ạ? Bắt đầu chơi nó nhá. Vậy bây giờ gọi phương trình mặt phẳng P có vector pháp tuyến ABC và đi qua điểm M 2 1 9 là A nhân x trừ 2 cộng B nhân y trừ 1 cộng C nhân Z trừ 9 thì bằng 0, đúng không? Như vậy nó là AX cộng BY cộng CZ trừ 2A trừ B trừ 9C thì bằng 0. Đây là dữ kiện thứ nhất này. Ở dữ kiện này ấy, được tính được sử dụng khi mà các em sử dụng cái tính chất là hai thằng này gấp đôi nhau, đúng không? Hai thằng này gấp đôi nhau thì ra là điểm M, và có điểm M thì có dữ kiện này. Tiếp theo các bạn dùng dữ kiện thứ hai này. Đó là khoảng cách từ điểm J cho tới thằng này bằng 2 nhá. Khoảng cách từ điểm J cho tới mặt phẳng P là bằng 2. Khoảng cách từ J thì bây giờ em lấy điểm J em thay vào đây, trị tuyệt đối của J bạn thay vào đây. 2A cộng B cộng 5C trừ 2A trừ B trừ 9C, đúng không? Trên căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Đấy là công thức khoảng cách từ J đến P đấy. Thì bằng 2. Như vậy thì rút gọn này, 2A trừ 2 là đứt này, B trừ B là đứt này. Như vậy nó còn 4C. Lưu ý là trị tuyệt đối của trừ 4C với cả 4C là như nhau nhá. Khác phía thì nó vẫn cắt tại trung điểm mà. Cứ từ từ đã. Các bạn sẽ phải, thôi được rồi, tính từ từ đã nhá. Tính đây. Bốn C bằng 2 đúng không? Tiếp theo này, các bạn mới nhìn nhá nhá. Khi mà cái biểu thức này bằng 2 ấy thì nó sẽ dẫn tới một điều là C chắc chắn là phải khác 0. Tức C bằng 0 thì làm sao mà khoảng cách bằng 2 đúng không? Nếu C khác 0 ấy thì lại có một cái đặc điểm này nữa, các bạn nhìn mặt phẳng này này. Một cái mặt phẳng bất kỳ nhá. Cái này thì đã nói khoảng 100 triệu lần trước công nguyên rồi. Tức là ví dụ các em có một cái mặt phẳng bất kỳ đi. Thì cái mặt phẳng này luôn luôn tương đương với cả một mặt phẳng mà bây giờ các em chia tất cả cho 5 nhá. Chia tất cả cho 5 thì nó là 4/5x cộng 2/5x y đúng không? Cộng với z trừ đi 2 thì bằng 0. Đúng không? Ý tức là ấy, ở trong phương trình mặt phẳng thì em luôn chỉ cần hệ số khác 0 thôi thì các em luôn chủ động cho hệ số này bằng 1 được. Cho dù thằng này nó có là 50, nó có thể 5.000 tỷ thì các bạn chia tất cả cho 5.000 tỷ thì về sau hệ số nó vẫn là 1. Thì đấy là cái phép tương đương ở trong phương trình mặt phẳng. Vì vậy là do đã khẳng định được C này khác 0 rồi cho nên ta đặc biệt hóa, ta cho C 1 luôn đi, đúng không? Luôn luôn đúng nhá. Chỉ cần khác 0 các bạn nhớ là mặt phẳng luôn luôn sẽ có một tọa độ là 1 được khi mà em chia tất cả cho cùng một số đi. Ở nhá, vậy là các em có C ở 1, đúng không? Vậy ta lắp vào đây, em có là 4 trên căn của A bình cộng B bình cộng 1 thì bằng 2. Được chưa? Nhân vế lên. Như vậy là căn của A bình cộng B bình cộng 1 chỉ sẽ bằng 4 chia 2 là 2. Vậy em có được là A bình cộng B bình sẽ bằng 3. 4 chia 1 là 3. Đấy. Đây là dữ kiện rất quan trọng lập thu được. Rồi. Đấy là xong dữ kiện này này. Bây giờ ta không sử dụng dữ kiện này nữa nhá, bởi vì dữ kiện này trùng với dữ kiện điểm M này rồi nhá, các bạn để ý này. Dữ kiện này trùng với dữ kiện điểm M bởi vì nhờ cái cạnh 4 này thì các em mới suy ra điểm M. Cho nên là dữ kiện này ta không làm nữa, đúng không? Tiếp à, bây giờ mình còn dữ kiện cuối cùng là khoảng cách từ O đến P. Khoảng cách từ điểm O tới mặt phẳng P sẽ bằng P đây đúng không? O mà thay vào ấy, 0 0 0 hết. Như vậy nó còn là 2A cộng B cộng 9, đúng không?
trị tuyệt đối nhá, thầy thầy trị tuyệt đối thì tất cả đều biến thành dấu cộng hết. Chia cho căn của a bình cộng b bình cộng c bình. Căn của a bình cộng b bình cộng c bình, công thức khoảng cách này mà. Và người ta yêu cầu tính giá trị lớn nhất của cái này. Đâu nhỉ? Tính giá trị lớn nhất cái này. Lớn nhất và nhỏ nhất luôn ấy, người ta yêu cầu tính cả min cả max. Ở lúc nãy đây khi mà đặc biệt hóa, khi đặc biệt hóa các bạn được a bình cộng b bình bằng 3. Này, a bình cộng b bình bằng 3. Như vậy thì các em được là 2a cộng b cộng 9. Trị tuyệt đối nhá. Trên căn của 3 này, 3 cộng 1 thì là 4, 4 căn ra là 2. Đấy, vậy là các em sẽ phải tìm max và tìm min của biểu thức này. Tìm max và tìm min của biểu thức trên. Thế bây giờ làm sao để tìm được max và min? Thì có nhiều cách á. Mà cách hay nhất ấy, đó là dựa vào đây này. Các bạn lượng giác hóa này. A bình cộng B bình bằng 3. Chia 3 thì bằng 1 đúng không? Bình 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 cộng bình bằng 1 thì em đặt sin T. A trên căn 3 bằng sin T. Và B trên căn 3 bằng cos T. Như vậy A sẽ bằng căn 3 sin T. Và B sẽ bằng căn 3 cos T. Vậy đưa được về một ẩn T thôi. Nhờ cái biểu thức này nhé, ta đưa về một ẩn T. Vậy ta thay vào đây. 2 căn 3 sin T cộng căn 3 cos T cộng 9 đúng nha? Trên 2. Đấy. Thế còn biểu thức này mà các em muốn tính min max thì nó là kiến thức quá cơ bản của lớp 11 rồi. Ở đây ta có hai phương án tính min max, một là table. Đúng không? Hai là các em áp dụng cái kiến thức các em còn nhớ cái kiến thức lớp 11. Cả nước đã dạy cho các em cái kiến thức là dạng a sin cộng b cos chưa? A sin b cos thì lớn nó bằng trừ căn của a bình cộng b bình và nhỏ nó bằng căn của a bình cộng b bình. Rồi. Đấy, thế thì các bạn có thể dùng cách này nhá, cho cái biểu thức này nếu mà các em muốn ra kết quả chính xác, được không? Nếu các bạn muốn ra kết quả chính xác. Đúng chưa? Thế thì bây giờ giả sử các em áp dụng ngoài table, các em tự làm nhá. Table các em nhớ là các em cho chạy từ 0 đến 2 pi đổi radian nhá, là ra được min max. Còn nếu mà các em xét theo kiểu ấy thì em thấy nguyên cái cụm này này. Ủa 3 tiếng bố rồi. Có đúng 3 không nhỉ? À đâu mới được 2 tiếng à? À đâu? Ừ đúng rồi, 3 tiếng rồi. Chết mẹ. Trừ căn của a bình cộng b bình, a bình cộng b bình, a bình cộng b bình. 15. Căn 15 nhỏ bằng bên này là căn 15. Đấy. Và bây giờ các bạn cộng thêm 9 vào thôi và chia cho 2 thôi. Trừ căn 15 cộng 9 trên 2 nhỏ nó bằng D nhỏ nó bằng căn 15 cộng 9 trên 2. Chốt đơn đúng không? Và như vậy là đây là max, còn đây là min. Vậy tổng min cộng max các em cộng vào. Min cộng max thì bằng 9 nha. Đây là max này, đây là min này. Vậy min cộng max thì bằng 9. Đấy. Thì đây là một trong những cái kỹ năng cực kỳ là tốt để có thể làm những cái nhóm bài lập phương trình mặt phẳng mà phải tìm 4 ẩn. Bởi vì là những cái câu khó nhiều năm ấy, nếu mà không dùng hình học, nếu ta không dùng tính chất hình học khó ấy, mà chỉ thuần giải tích ấy, thì cái kiểu tìm cái này là cái kiểu mà khá là phổ biến. Tại vì tìm 4 ẩn không phải là đơn giản. Đấy, đây là kinh nghiệm cho các bạn nha, kinh nghiệm. Nhất là kinh nghiệm cho một cái bằng 1 nha. Đấy. Thế như vậy đề này có câu 49 và câu 50 thật sự là khoai đúng không? Khoai thật đấy. 49 50 này. Đấy. Đây này, đủ xứng này. Rồi. Chữa hai câu 48 49 50 là chữa mất tiếng liền đúng không? 48 49 50 chữa mất cả tiếng liền. Rồi, không biết là các bạn được ai được 10 không nhỉ? À đâu, thầy có điểm rồi các bạn, có điểm bố rồi. Cao nhất là 9,8 hay sao ấy, không biết là thầy có chấm nhầm không nhưng cao nhất là 9,8. Có mấy bạn 9,8 liền, giỏi. Ok. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chữa đề thứ hai nhá. Mai thì thầy phải live stream ở trong nhóm rồi. Đề trong nhóm ngày mai ủ hồi 3 câu cuối cũng khó đúng không? 3 câu cuối để trong luyện đề, đề số bao nhiêu nhỉ? Đấy, bao nhiêu đấy? Khó vãi. 3 câu cuối thì khó đúng không? Ngày mai ta sẽ chữa nhá. Rồi, và 1-2 hôm nữa chúng mình lại gặp lại nhau tiếp. Được không? Làm gì có ai mười? Thầy vừa xem điểm rồi, thầy có xem linh điểm rồi. Thầy vừa, cái chị trợ giảng, chị vừa gửi cho thầy linh điểm. Mấy bạn cảm thấy là 9,8. Em 10 nhưng mà là 10 câu sai à? Ừ, chúc mừng em nhá, 10 câu sai là cũng điểm khá cao đấy, 8 điểm ấy nhỉ. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi live stream nhá. Điểm sẽ có vào ngày mai.
Có đá bóng à? Có đá bóng à? Ờ, có đá bóng à? Ờ, thế thì sẽ đá bóng thôi nhỉ? Chúc các em ngủ ngon.